cùng tìm hiểu bài kinh tiếp theo, đó là bài kinh Tỉnh Giác. Ngay sau cái bài ngay sau cái bài giảng đầu tiên thì chúng tôi có nhận được một vài cái phản hồi của ai đó không rõ là tăng tục ở sân gần hay là ở xa, cũng không rõ là ai. Họ thắc mắc thì chứ tại sao chúng tôi không có lựa những bài kinh này kinh kia để mà giảng, tại sao cứ giảng tuần tự từng bài ở trong tương ưng. Thì sẵn ở đây chúng tôi cũng thưa luôn, cái lý do là chúng tôi cố ý hoàn tất toàn bộ kinh một, không sót, không, như là trong quá khứ, tức là cách đây nhiều năm, lúc ở cõi Việt Nam chúng tôi từng hướng dẫn xong tại chùa Quán Nghiêm, trong một mùa ăn trưa chúng tôi dạy xong cái trường bộ kinh rồi, ở Vĩnh Long thì xong cái trường bộ kinh. Nhưng mà riêng về trung bộ kinh ghi ra và chúng tôi hướng dẫn trở lại thêm tại châu Âu cũng xong, nhưng mà giảng từ xa, giảng từ xa trong rung chứ không giảng trực tiếp. Hôm nay chúng tôi cố ý là tiếp tục cái tâm nguyện cũ của giảng kinh tạng dựa trên chú giải đó. Thì ngày hôm qua có một cái tin vui để cái mời vị Phật tử có đề nghị là chúng tôi đem sửa chữa cái bài giảng trung bộ đó, những gì mà chúng tôi đang giữ đầy đủ, rồi họ đề nghị là sửa chữa lại rồi đem đi in. Tức là sau khi mà mình cứ giảng xong một bộ như trung bộ kinh nó gồm 152 bài đó, thì mình lấy nó đem đi in thì sẽ là lợi lạc cho rất là nhiều người. Dĩ nhiên chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng cái chuyện của mình làm nó là cái gì ở trong cái trời đất này hết trơn, chưa bao giờ, không phải vờ khiêm tốn mà thật sự có nhiều bậc long tượng cao tăng đạt đức là có thể làm gì nó hay hơn. Nhưng mà cái mình cứ chờ hoài mình cũng có thấy bao nhiêu vị tăng du học tài hoa lỗi lạc, mình cứ chờ hoài mình thấy ai làm hết, thì thôi bây giờ người ta làm thì mình làm đại khái, làm tới đâu làm thì tự nhiên cái người ta thấy, người ta nóng mặt rồi tự nhiên người ta làm thôi, chứ bây giờ cứ chờ hoài cũng hơi, hơi, hơi lâu nhé. Cho nên hiện giờ chúng tôi đang có trong tay toàn bộ cái bản thảo sớ giải của Trung Bộ Kinh trong 2 năm trước, chúng tôi đấy trong giải 2 năm trước là dạy mà vừa hoàn tất năm ngoái. Còn bây giờ năm nay thì chúng tôi bắt đầu cái Tư Bộ Kinh, Tư Bộ Kinh, và đặc biệt cái là có hai cái bộ chú giải mà chúng tôi rất là lưu tâm, đó là chú giải của cái bộ Vô Ngại Giải, Vô Ngại Giải Đạo, và cái hai cái tập sớ giải của Pháp Tụ, bộ Pháp Tụ và bộ phân tích bên A Tỳ Đàm ấy. Bên A Tỳ Đàm ấy thì đúng là ba ba là đúng là nhưng chúng tôi gom là một, thứ nhất là chỉ gọi chung là sớ giải Diệu Pháp, đó là một. Còn sớ giải Phần Hành Kinh ấy, thì có cái bộ gọi là sớ giải Vô Ngại Giải Đạo, đó là một cái bộ mà chúng tôi cho rằng dứt khoát nhất là phải làm xong. Còn cái sớ giải mà của Pháp Tụ á, sớ giải của cái bộ phân tích á, là giải của phân tích là bắt buộc cũng phải làm cho nó xong. Đây không phải mất thời gian quý vị, thì chúng tôi xin đi vào buổi giảng tìm kiếm sáng hôm nay. Có một vị trời xuống hỏi Đức Phật là có bao nhiêu pháp mê ngủ. Này, cái này chúng tôi đọc theo chánh 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 văn trong bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu nha. Thì dĩ nhiên có nhiều cái chữ dịch ở trong của Hòa Thượng đó, thì chúng tôi nhắc lại là chúng tôi luôn luôn tôn quý và tôi
cảm kích của tôi. Nhưng mà dĩ nhiên thì trong một khu rừng bao la dĩ nhiên cũng có cái mình không khoái, cái gì mình bình thường thôi, chứ không phải là chúng tôi tự đại hoặc là chúng tôi bất kính hoặc là chúng tôi là người khó khăn, người đòi hỏi vân vân, biết khó ăn phải, mà chỉ có là cái kinh văn mà hòa thượng phiên dịch rồi để lại lớn quá đi, lớn quá thì dứt khoát trong đó có những cái chỗ mà mình không chịu. Thí dụ như trong cái câu kệ này có cái chữ là có bao nhiêu pháp mê ngủ, thì cái chữ mê ngủ ở đây bà con làm ơn ghi giùm tôi cái tiếng Pali ha, là chữ xuất tác. Rồi có bao nhiêu pháp tỉnh giác, thì có trong cái tiếng Pali nó có cái chữ là chữ chagra. Cái chữ chagra này đó, nó giống cái chữ chagra này, nó giống như là cái chữ waking up của tiếng Anh vậy đó, chagra. Còn cái chữ sutta đó, chữ sutta đó giờ quý vị biết đó, thì nó có nghĩa là kinh ha. Nhưng mà chữ sutta thực ra nó có nhiều nghĩa, nó có nghĩa là cái sợi chỉ. Sutta là sợi chỉ, sutta là sợi chỉ, mà cũng có nghĩa là cái kinh điển nha, mà nó cũng có nghĩa là cái giấc ngủ. Chữ sutta nó nhiều nghĩa như vậy đó. Thì cái vị trời này hỏi gì chứ có bao nhiêu cái pháp được gọi là sutta, có bao nhiêu cái pháp chứ sutta nó nghĩa là bao nhiêu pháp làm cho người ta không có tỉnh thức. Ở đây mình hiểu như vậy là có bao nhiêu pháp làm cho người ta không có tỉnh thức. Rồi có bao nhiêu pháp làm cho khiến người ta tỉnh thức. Chờ đó, nhớ nha, nhớ các vị ghi giùm được cái đó đó. Các vị còn nghe không? Tôi cứ bị rớt mic mà tôi không có để ý nha. Chỉ có bao nhiêu pháp tỉnh thức, cảm ơn. Có bao nhiêu pháp mê ngủ, có bao nhiêu pháp mê ngủ ở đây đó là cái chữ Pali gọi là sutta, nó có nghĩa là giấc ngủ. Và cái chữ nó cũng có nghĩa là sợi chỉ, mà nó cũng có nghĩa là kinh điển hoặc là bài kinh mình đó. Thí dụ như mình thấy bài kinh Chagra Sutta gọi là kinh mê ngủ rồi, phải. Và xin thưa với đại chúng có một cái chuyện lạ, có một cái chuyện như thế này. Là cái câu kệ này là nếu mà bà con mà đọc ở trong chánh kinh á, trong chánh tạng, trong chánh kinh, trong chánh tạng á, chánh tạng bản Pali á, thì nó sáng trưng rồi. Nhưng mà khi mình đọc ở trong cái bản vậy thì mình thấy làm như nó rối rối làm sao đó. Nhưng mà nếu mà mình đọc được bản bản Pali thì nó rõ, nó sáng trưng rồi. Sáng trưng nó ho một cách đặc biệt, mình không chọc ghẹo gì nó vẫn cứ ho. Đây ở trong cái bản chánh kinh nó rất là đơn giản. Các thứ cha gara ra tăng, các thứ xuất tư cha gara, các thứ phí ra cha ngà đi tí, các thứ phí ra xuất chặt tí. Có bao nhiêu pháp mê ngủ, có bao nhiêu pháp làm cho ta mê ngủ, có bao nhiêu pháp làm cho người ta tỉnh thức, có bao nhiêu pháp làm cho người ta bị cấu uế trở nên vô bẩn, và có nhiều pháp, mà có bao nhiêu pháp làm cho người ta trở nên thanh tịnh. Đại khái như vậy, ngắn từ dưới 4 câu thôi. Có bao nhiêu pháp làm cho người ta mê ngủ, có bao nhiêu pháp làm cho người ta tỉnh giác, có bao nhiêu pháp làm cho người ta trở nên bất tịnh trần cấu, có bao nhiêu pháp làm cho người ta được thanh tịnh. Đây nếu mà mình chỉ đọc chánh kinh thôi mà không đọc chú giải đó thì có lẽ mình khó lòng mà hiểu được cái ý nghĩa trong cái câu trả lời của Đức Thế Tôn. Ngài trả lời thế này: có năm pháp mê ngủ, có năm pháp tỉnh giác, năm pháp dẫn đến cấu uế, rồi năm pháp dẫn đến sự thanh tịnh. Thì năm pháp đó là gì? Bữa nay mình cùng học cái đó. Nó có một số công thức, tôi tạm gọi vậy thôi nha. Nó có một số cảm ơn. Có một số công thức mà chúng ta phải học thuộc lòng. Ví dụ như ở đây tôi nói và xin thưa với đại chúng là tôi thuyết giảng, tôi tránh tuyệt đối cái chuyện công kích bài bác về biểu bán bổ người khác nha. Cho nên nhiều khi quý vị có một cái hiểu lầm nào đó thì xin thưa đó là lý do vậy, một cái chuyện vậy muốn nha. Thì tôi muốn nói rằng cái ưu điểm của Phật tử Nam Tông
Mà phải nói thêm là những Phật tử năm tông đúng nghĩa, chứ còn Phật tử năm tông mà trời ơi thì tôi không nói. Trời ơi đây có nghĩa là chỉ có biết ông sư năm tông, chỉ biết có chùa năm tông thì chưa đủ, mà tới Phật tử năm tông mà đàng hoàng đó, nghĩa là có tìm hiểu Phật pháp đàng hoàng đó, thì mình có một cái lợi điểm hơn với Phật tử khất sĩ và Phật tử bất tông ở một điểm. Đó là mình chỉ cần siêu một chút thôi, chứ không cần cực khổ gì hết, chứ cần siêu thì mình sẽ có được những cái kiến thức rất là căn bản và rất là đồng nhất, rất là đồng bộ với nhau và giáo lý. Thí dụ như mình có thể biết bốn thiền là cái gì, ngũ thông bát định là cái gì, năm truyền cái bát chánh đạo tức giác chi là cái gì. Thậm chí mình có thể nói chuyện với nhau, bây giờ từ Việt Nam nó ẹ quá mình bỏ rồi, mình nói từ Thái Lan mới điện đi, mình nói họ chỉ năm chi thiền là cái gì, rồi kêu họ định nghĩa, định nghĩa rót rót à. Nhưng mà riêng về Bắc Tông đó, thì theo chỗ tôi được biết cái định nghĩa về cái chữ thiền, à tại vì họ là đại họ mênh mông lắm, họ nói họ rất là rộng, họ rất là rộng và họ rất là thoáng, cho nên Phật tử của họ đó thì giàu muốn lắm cũng không được. Họ có tới 800 cái định nghĩa về cái chữ thiền, họ có tới 800 cái định nghĩa về cái chữ giới, chữ bố thí. Có người thì giải thích theo trí độ lượng, có người thì giải thích theo bát nhã kim cang duy tức hoa nghiêm, đủ thứ hết, là giải thích theo từng bộ kinh là đại khái, và giải thích theo rồi cũng bộ kinh đó mà giải thích theo từng cái tông phái trong Phật giáo Bắc Tông còn khác nữa. Thí dụ như nói hỏi họ thì chữ bố thí là gì đi, thí dụ như đi mà gặp thì ông nội bên thiền tông đó thì là ông chửi vô mặt mình, rồi cái ông lực tông thì ông nói khác ông tịnh độ tông, mà cái ông mật tông thì ông nói khác ông tam lượng tông, mà cái ông tam lượng tông ông nói khác ông hoa nghiêm tông. Chắc chắn 1000% là như vậy, tức là gặp cái ông thiền tông hỏi bố thí là ông chửi vô mặt mình, ông nói ông đại khái là ông nói một hồi là mình hết hiểu bố thí là cái gì luôn, mình đã hết là ông phá tan hoang hết thiền tông mà. Còn cái bên cái ông mà tịnh độ tông thì bảo đảm ông nói bố thí một hồi ông chỉ nói được 3 câu là mình đã nghe có mùi tịnh độ vãng sanh trong đó rồi, đại khái như vậy. Cái khổ như vậy đó, trong khi bên bên ông tông mình có cái sướng là cái đạo ra cái đó, giỏi giỏi là tính sao, nhưng mà căn bản là Phật tử đang hỏi sơ thiền là cái gì thì dứt khoát thì trả lời luôn. Hãy nói đến sơ thiền là phải nói, là nói đến cái gì, lìa bỏ năm truyền cái đấy, và có đủ năm chi thiền. Đó là cái chuyện mà dốt nhất, dốt như là con bò đó cũng phải trả lời y như vậy. Có nghĩa là sao chưa biết định nghĩa gì hết thì chỉ đầu tiên sơ thiền là phải nhắc đến cái chuyện lìa bỏ năm truyền cái và có được năm chi thiền trước đó. Đó là cái may mắn của mình, mà phải nói thêm là Phật tử Nam Tông nói một nơi nước ngoài, chứ còn Nam Tông Việt Nam thì tôi thấy tôi cũng lặng giống lắm, tại vì mình cũng có cái khuynh hướng đại thừa nhiều, cho nên mình cũng cao siêu lắm, cho nên mình đi nó hẳn ra cái tiểu thừa nó có cái bậy giữa là nó cạn, tiểu thừa tức là ta bên nó hệ tâm lý nó cạn mà nó không có cao, trong khi cái Phật giáo Tạo á thì nó sâu nó rộng mà nó cao siêu dữ lắm, cho nên là Phật tử Nam Tông mình cũng gợi căng mình viết khác. Như thế tôi để cái alarm, cho giật mình vậy đó. Mà bây giờ nó mới reo. Năm pháp làm cho mình bị mê ngủ ở đây đó là chỉ cho năm truyền cái. Năm truyền cái. Giờ pháp dẫn đến mê ngủ. Năm truyền cái là năm pháp bị mình làm cho ta mê ngủ. Ở đây thì xin quý vị đi vào ở trung tâm di bộ, các vị còn nghe rõ không? Các vị đi vào ở trung tâm di bộ, trong di bộ kinh ấy, các vị sẽ thấy rằng năm truyền cái được Đức Phật cho cái ví dụ như thế này. Có Phan Quang, xin lỗi, năm truyền cái là cái gì đó các bạn? Năm truyền cái đó là dục cái, truyền cái tiếng Pali là Nivarana, có nghĩa là che khuất, cái có nghĩa là che, cái
nghĩa là che, giống như là cái tài họa, tài tài ba, cái thế thì chỉ cái thế, cái nghĩa là che, cái thế nghĩa là che từ trong cả cuộc đời đó. Cái thế nghĩa là trùm trùm cả thiên hạ, bao trùm thiên hạ được gọi là cái thế, bao trùm thiên hạ được gọi là cái thế. Phải nhớ cái này là cho mình phải vừa phải kiếm cái gì đó để cho mình cũng quên ha. Cái thế có nghe chữ cái thế không? Cái thế giống như đại hoa, cái thế có nghĩa là che cả che khuất thiên hạ. Có nghĩa là thiên hạ đó thì biết những người mà riêng cái tài ba của cái người đó thì coi như là nó trùm hết người ta không thấy ai, thấy có mình thôi, gọi là cái thế. Thì truyền cái hay truyền là quấn, nhưng ở đây thì do cái đó mình có năm bản dịch của Tàu, bây giờ mình chỉ lấy một chữ cái thôi là năm truyền cái, thì mình nghĩa chữ cái thì là che, chính ni của nó là chặn, ni của nó là chặn, mà nó từ cái căn Pali là chữ hoa, chữ hoa là chặn ha, chữ hoa là chặn hoặc là che, che khuất. Đấy, thí dụ như cái trí tuệ Đức Phật gọi là Anna đó đó, Anna quá đó đấy, nhà đó có nghĩa là cái trí, gọi là cái trí vô ngại, gọi là vô ngại trí hay là vô hạn trí. Anna quá đó đấy, các người viết những cái lời chữ đó đi. Anna Varamanya nhé, Anna Varamanya, Anna Varamanya nó là vô ngại trí, cái gì cái trí Đức Phật không có bị cái gì cản trở hết. Các vị tinh văn ví dụ như là dưới Đức Phật chứ đẳng giác, dưới Đức Phật chứ đẳng giác, ví dụ như đập giác đi, đập giác đó, thì tu ba la mật, tu ba la mật hai a tăng kỳ, hai a tăng kỳ. Và 100.000 đại kiếp trái đất ấy. Thì khi mà thành rồi đó thì độc giác chỉ nhớ về quá khứ đó, quán xét được về quá khứ đó, là hai a tăng kỳ thôi. Cái sức nhớ về quá khứ hai a tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Hai cái vị mà trí thượng tinh văn bên phải bên trái của vị cho đẳng giác ấy, như ngày sẽ là Phật Quyền Liên ấy, thì chỉ có nhớ được là một, vì chỉ có tu ba la mật 100.000 đại kiếp thôi, đó sẽ là một a tăng kỳ 100.000 đại kiếp, cho nên cũng nhớ lại được một nửa thôi, một nửa Phật độc giác nhớ về quá khứ. Riêng về các vị mà đại tinh văn như mà tu 100.000 như ngày cây nhiếp ngạ na chẳng hạn thì nhớ được 100.000 đại kiếp, nhớ đúng cái thời gian mà mình tu ba la mật. Riêng về vị chánh đẳng giác thì cái hạnh trí tuệ đó thì tu 20 a tăng kỳ, hạnh đức tin là 40 a tăng kỳ, và cái hạnh bồ tát trung tấn thì 80 a tăng kỳ. Cái thời gian tu ba la mật thì chắc chắn nó giới hạn, nhưng mà khi thành rồi đó thì các vị đó có một cái sức nhớ về quá khứ là không giới hạn, và cái khả năng quán xét về tương lai là không giới hạn. Và cái vấn đề đây nó dễ hiểu chỗ này, đó là khi mình còn ở cái triền núi đó, quý vị tưởng tượng quý vị vẽ dùng cho hình cái núi đi. Và khi quý vị đang ở bên hông của cái núi, ở bên cái triền núi đó, thì mình ở cái triền đông á, mình không có thấy được cái gì bên kia. Mà mình ở bên cái triền phía nam á, thì mình không thấy được bên cái triền phía bắc. Mình giả dụ như đó là một cái ngọn núi trơ trọi đi, cho nó dễ hình dung. Thì mình ở cái triền bên đông mình không thấy triền bên kia, ở bên triền sơn đông mình không thấy triền sơn tây nha. Nhưng mà đối với một người đã lên tới đỉnh rồi đó thì họ không còn bị giới hạn nữa. Thì cái trí tuệ cái đẳng giác cũng vậy, khi đã lên tới đỉnh rồi đó thì các ngài không còn bị giới hạn, như là độc giác và như là các vị tinh văn nha. Cho nên đó được, cho nên trí tuệ của các vị cái đẳng giác được gọi là Amma Varana Nhà đó, tức là trí vô ngại, trí không có bị cái gì mà ngăn che hết. Còn độc giác thì còn bị. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu đi xa như vậy là tại vì tôi muốn mượn cái dịp này để tôi muốn nói đến cái chuyện cũng cần biết như vậy thôi, chứ có đáng mắc mới rồi trên này hết. Thì năm cái pháp truyền cái này, năm cái pháp là Nivarana này nè, nó có cái nghĩa là nó ngăn che. Nhưng mà đồng thời trong trường hợp này Đức Phật thì dạy năm pháp này làm cho người ta mê ngủ, là vì sao? Là vì trong tâm buộc tâm tăng chi bình kinh, Đức Phật dạy quý vị làm ơn ghi dùm cái này nha. Cái tâm mà
tâm bị dục cái chi phối, giống như cái chén nước mà bị pha màu vậy đấy. Viết cũng được đấy, tôi không biết nữa, tại vì cái bản viết của người ta tôi không có xài được, bản viết này nó kỳ cục quá. Được cái bữa đó giữa tôi nói đi không nói, tôi làm sao chứ, tôi ghét quá, ghét cái bản viết này kỳ quá. Ok, dục cái này có nghĩa là sao? Dục cái này có nghĩa là lòng ham thích trong năm cảnh dục nha, thích hưởng thụ trong năm cảnh dục nha, là thích nhìn cái này cái kia, thích nghe cái tiếng này tiếng kia, thích ngửi mùi này mùi kia, thích nếm vị này vị kia, thích xúc chạm cái này cái kia, và thích suy nghĩ chuyện này chuyện kia mà liên hệ đến dục thì gọi là dục cái nha. Các bạn nhớ được cái đó, thích nghe, thích ngửi, thích nếm, thích suy nghĩ những cái mà liên hệ đến năm dục nha, thì trong trường hợp nó gọi là dục cái. Mà trong thiền chỉ hay là thiền quán đều rất là kỹ, rất là kỹ cái này. Có nghĩa là khi mình ngồi thiền mình cứ nhớ món ăn, hoặc là mình nhớ đến một cái chuyện hưởng thụ nào đó thì chẳng hạn mình thích đi shopping chẳng hạn, thì nó cũng là dục cái nha, cũng là dục cái. Cho nên nó là cái từ gốc của nó đó, gọi là ca mắt chẳng đá. Gọi là dục cái. Thì tham dục cái nó làm cho mình là trong kinh đó biết Phật tự dạy giống như là cái chén nước mà bị pha màu vậy đó. Rồi tâm sân á, thì cái sân độc cái, cái sân độc cái, cái sân độc cái đó thì nó giống như là cái chén nước mà nó bị sôi vậy đó quý vị. Nó giống như là cái chén nước bị sôi, giống như chén nước bị sôi vậy đó. Chén nước bị sôi, cái chén nước mà bị sôi, cái chén nước mà bị pha màu, nó bỏ tùm lum màu đó thì mình không thấy sôi cái mặt của mình trong đó được. Rồi chén nước mình đang nó đang cục vậy đó thì mình cũng không có sôi mà mặt mình trong đó được nha. Tôi ví dụ xong tôi vẫn phải thêm tăng, cái này là trong tăng chi bộ nha. Mà cái phần giảng về năm pháp đó nha, chứ không phải người biết gốc là ở đâu. Rồi cái tâm mà nó bị hôn thủy, cái tâm mà bị hôn thủy đó, Phao Hoàng định nghĩa sân độc cái đã. Sân độc là cái sự bất mãn trong chuyện này chuyện kia. Sân độc là chuyện bất mãn, sự bất mãn trong cái chuyện này chuyện kia. Có liên hệ đến dục hoặc là không liên hệ đến dục. Chẳng hạn như ngày hôm qua tôi nói, mình học qua rồi mình không nhớ, mình ngồi thiền hoài mà sao biết cái phóng tâm hỏi hoài vậy đó. Mình bực, mình khó chịu, mình buồn, mình tủi. Thì cái sự khó chịu đó nó không có liên hệ đến dục, nhưng mà mình phải nhìn nhận nó là tâm sân nha. Còn cái chuyện mà mình ăn nhầm cái món mà mình, cái mùi đó mình không có thích, cái vị đó mình không có thích, hoặc là mình phải bị rứt tay, bị phỏng nước sôi, phỏng lửa, mình khó chịu rồi, đúng rồi, đã đành rồi. Nhưng mà có những cái trường hợp rất là dễ thương mà cũng làm cho mình bực mình. Ví dụ như sao mà thấy người ta ngồi thiền cỡ là 5-3 tiếng sao hết, rồi mình ngồi chút xíu nó đau tùm lum hết trơn, rồi mình buồn. Cái đó cũng là sân nó chứ, đó là sân đó, nhưng mà cái sân đó có cái lý do dễ thương nha. Rồi sân thì nó giống như là ngôn nước, tâm là giống như nước mà bị sôi rồi đó. Còn cái tâm mà bị hôn thủy đó, viết được cái này, tâm mà bị hôn thủy đó, chi phối đó, thì nó giống như hôn, nó đi là hôn trầm ha, hôn trầm thủy miên. Sân á, sân viết Pali cái là cha và đó nghi vác sân á, nó đã rồi đó. Còn cái đây là hôn thủy, hôn cái là thi nó mất cá, hôn là hôn trầm, thủy là thủy miên. Thì cái tâm mà bị cái trẻ bị hai cái này nó chi phối, nó làm cho mình nhẹ đó thì lười biếng,
giả dụ không muốn động tay động chân, còn mà nặng á thì nó khiến cho mình bị buồn ngủ nhẹ. Thì cái tâm mà nó bị hai cái này chi phối á, nó giống như nước bị rong rêu, là mà viết dùng rong rêu nha, nước mà bị rong rêu, nước bị rong rêu. Tôi nhắc lại, cái tâm mà nó bị tham dục chi phối đó thì nó giống như nước mà bị nhuộm màu. Tâm mà bị sân hận chi phối thì nó giống như nước đang bị sâu sục. Còn cái tâm mà bị hôn thủy nó chi phối đó, thì nó giống như nước rong rêu. Còn cái tâm mà bị cái trạo hối bị trạo hối chi phối, trạo hối chi phối đó, thì nó giống như nước mà bị gió nó thổi, người ta thổi lăng tăng gần sống đó. Trạo hối ở đây đó, trạo hối ở đây đó, cái chi pháp của nó là gì? Chi pháp trạo hối là gì? Chi pháp của nó là phúc và hối. Thì đây là cái chi pháp của nó là tạng kinh, chứ còn thôi trong A Di Đà, tại A Di Đà thì đây là một cái sự lắp ráp không có chấp nhận được. Đây là một sự lắp ráp không có chấp nhận được, bởi vì theo A Di Đà cái phóng dật cái nó thuộc về si, mà cái hối nó thuộc về sân. Thì nghe tự nhiên đem hai cái phiền não ghép chung cho nó kỳ, chẳng thà cái hôn thủy thì ok, bây giờ hôn thủy hai cái ông thầy đồng giống nhau à. Còn cái ông mà hối hận một phút mà đem ghép lại cho nó kỳ, nhưng mà thực ra đó thì nó ok. Trạo hối thì cái trạo đâu có chỗ gì là phúc vật, nhưng mà ở đây trong trường hợp này viết tắt thì là trạo, trạo hối, trạo cử. Tâm không được yên, còn hối là nó tiếc nuối. Tiếc nuối thì gồm tiếc nuối cái gì? Tiếc nuối cái chuyện ở trong Pali gọi là các makatan, cái chuyện mình đã làm và cái chuyện mình không chịu làm nha. Cái hối là nó vậy đó, các vị phải nhớ đó. Hối đó là hối hối cái chuyện mình đã làm và hối cái chuyện mình không chịu làm, thì gọi chung là hối. Cái tâm mình nghĩ là nó yên khi nghĩ đến chuyện mình đã làm hoặc là mình không chịu làm. Cái tăng và ác cái tăng, nhớ nha, cái tăng đó là chuyện đã làm, ác cái tăng là chuyện mình không chịu làm. Thí dụ như lẽ ra cái bữa đó đó mình phải như vậy như vậy như vậy, nhưng mà tại sao mình cứ đừng ngồi yên giống như là cái tượng vậy đó. Mình nói là tại sao cái phút cưới mà mình không có để mình chia tay mẹ, chia tay cha, chia tay người thân, chia tay thầy tổ, bạn bè, tại sao bữa mình không làm gì hết. Rồi còn qua mình nói lại là tại sao cái bữa nó cái nhịn dục, và tại sao mình ngu dữ vậy, tại sao bữa mình hành động như vậy, tại sao bữa mình nói năng như vậy, tại sao bữa mình lại có một cái suy nghĩ mình nó bậy bạ như vậy. Đấy, thì cái đó gọi là hối hận trong cái chuyện đã làm, còn hối hận trong cái chuyện mà mình không chịu làm thì quý vị hiểu rồi, đúng không? Thì hối thì có hai là nghĩ đến cái chuyện mình đã làm, mà cái chuyện mình không chịu làm rồi sanh cái tâm bức rứt, dây rứt thì được gọi là hối. Còn cái phóng dật ở đây là chỉ cho cái trạng thái tâm, nhưng mà nó không có được tập trung. Các nhà ví dụ giống như là một cái hòn đá bị nén trong cái đống tro vậy đó, cái tro nó bay lên tán loạn. Thì cái tâm cũng vậy, cái tâm của một cái người mà không có định, không có niệm, thì nó giống như là trong kinh ví dụ giống như là cái trái bầu khô mà nó trôi nổi trên nước thì đó. Mà không biết thì bà con còn nghe rõ không, sao thấy không có gì, không giúp giúp gì hết. Đấy, tôi nhắc lại, thì cái phóng vật á thì nó giống như là nước, giống như cái hòn đá mà bị ném cho nó là ném là liền, là quăng, là vứt ở trong tro vậy đó. Còn trạo hối, ai hỏi mình trạo hối là gì thì mình nói trạo á, đây rất là phóng vật, giống như là hòn đá ném trong tro. Còn hối ở đây mình phải nói rõ, hối đây cũng như là tiếc dây rít, tiếc núi dây rít trong cái chuyện mà mình đã làm hoặc là cái chuyện mình không chịu làm, phải nói rõ như vậy. Chứ còn mà tôi rõ ma mớ nói chung những cái bữa mà tôi gặp, tôi nói thì người ta buồn luôn. Cái bữa mà tôi gặp mấy vị mà vô thăm tôi trong cái chùa siêu lý của định, tôi phải xài cái chữ bàng hoàng. Tôi không có tưởng tượng được là người ta có thể thờ ơ Phật pháp đến mức đó. Cái kiểu Phật pháp mà lơ mơ và trả lời chung chung, tôi sợ.
Bởi vì nếu một người ngoại đạo hoặc một người sơ cơ mà nó muốn tìm hiểu Phật pháp mà họ gặp mấy người là coi như là họ xui rồi, xui quá xui luôn. Phật pháp mà nó lơ mơ nó chung gì đó, tôi sợ lắm. Bởi vì nó phải nói là nhé, mình phải nói là mà hỏi họ, mình hỏi họ để mình thật sự mình có cái chân, có cái thiện chí, có cái chân tâm mình muốn để mình nói cái chuyện mình chỉ mình tưởng là họ biết, cho nên mình thật ra mình thấy làm khó mà mình chỉ là hỏi họ để họ trả lời mình, nhân đó mình nói cái điều mình muốn nói, bữa là tôi có thiện chí gì thôi như vậy đó. Mà không ngờ là họ tệ và nó khủng khiếp mà nó lạ, mà nghĩa là bao nhiêu năm trời họ không bao giờ họ để ý mình cái chuyện là tại sao mình không biết, bao nhiêu năm trời cả đầu cục lốc mà không bao giờ nghĩ là mình phải biết cái chuyện đó, đặc biệt như vậy. Các vị còn nghe không? Các vị có nghe không là cảm ơn. Thì cái tâm mà bị hoài nghi đó thì nó giống như tâm bị hoài nghi nhé. Vị trí cái trà hả, thì nó giống như là bị vấy bùng. Không biết ở đây có ai biết cái chuyện vấy bùng không? Không phải, chúng ta gì vậy, nó bị bùng sình cái máy này viết nó vui lắm, nó bị bùng sình. Tâm là nó bị hoài nghi chi phối thì nó bị bùng sình. Thì hôm qua tôi đã giải thích cái vị rồi, hoài nghi là cái gì? Hoài nghi là cái tâm nó hoang mang, rồi nó thắc mắc, nó do dự, nó lưỡng lự, nó không có xác quyết, nó không có rõ cái này cái rài cái nào là cái nào, không biết mình là ai, không biết mình ở đâu tới, không biết mình sẽ về đâu, phải không biết mình phải làm gì, không biết rằng là Đức Phật có thật sự là một cái bậc đại giác hay không, không biết là cái lời dạy Đức Phật có thể dẫn đến giải thoát hay không. Và thắc mắc có hai cái này, thì thắc mắc cái thứ ba là không biết là đúng là đệ tử Đức Phật có những người họ cũng hết phiền não, hết phiền não và họ chấm dứt sinh tử đúng như Đức Phật nói hay không. Rồi mình không biết là cái pháp môn mình đang hành trì này nó có hợp với mình hay không, đó cũng là cái hoài nghi. Đại khái nó nhiều cái hoài nghi lắm, nhưng mà nói chung lại là cái hoài nghi nào nó liên hệ đến cái con đường giải thoát. Nhớ nha, hoài nghi mà liên hệ đến con đường giải thoát á thì cái đó nó được gọi là siêu hoài nghi. Chứ còn mình hoài nghi ví dụ như mình không biết là cái gì quá hàng xóm mình để ở đâu, hoặc là mình nghi là cái người đó chắc là họ đang giữ món đồ luôn của mình mà họ quên, ví dụ như vậy, thì trong trường hợp cái hoài nghi đó không được gọi là siêu hoài nghi nha. Có một siêu hoài nghi ngay cả một bậc thánh là đi trước đúng ngã ba thì người đó cũng không biết là phải đi về đâu, rồi cái đó không có thể gọi là siêu hoài nghi được. Siêu hoài nghi là cái gì thắc mắc mà nó có liên hệ đến cái đời sống tâm linh của mình đấy, đến đời sống tâm linh của mình, đến cái tri kiến của mình đấy, thì cái đó mới được gọi là siêu hoài nghi. Ok, như vậy thì vị nào siêu nó làm cho tôi một cái đánh cho tôi một cái nốt ngắn gọn dùm đi. Năm truyền cái là gì gì nha, năm truyền cái là cái gì nãy giờ đủ rồi nha, bây giờ tôi làm biến hết. Trong lúc mà tôi đang nói thì quý vị cứ đánh giùm tôi, tức là năm truyền cái là cái gì, mà cái tâm mà bị dục truyền cái á là bị cái gì, tâm bị xâm nhập cái nó chi phối thì nó giống như cái gì, tâm bị hôn thủy cái nó chi phối đó thì nó giống như cái gì, cái mà bị nhuộm màu, cái bị sâu, cái bị gió thổi, cái bị bùng, đại khái như vậy. Thì năm cái này này, năm cái này đó thì là năm phương pháp mà trong bài kinh này Đức Phật dạy là năm pháp làm cho người ta bị tỉnh thức xuất tác, là như vậy đó. Tại sao là bởi vì theo là đó giờ mình học á thì mình chỉ biết hôn thủy cái thôi, tức là cái này nó làm cho mình buồn ngủ theo nghĩa đen. Theo nghĩa đen giờ phải ghi ra, hôn thủy cái khiến ta mê mờ theo nghĩa đen, khiến ta mê mờ theo nghĩa đen. Đó. Mà năm truyền cái đó
khiến ta mê mờ theo nghĩa bóng, có nghĩa là khi mà bị dính là một trong năm cái này rồi đó, mình cái đầu óc nó tối thui, nó không nghĩ ra cái gì hết, nó không có nghĩ ra cái gì hết. Những cái trong trường hợp đó được gọi là năm cái trường, nó được gọi là năm cái pháp đó, khiến mình bị ngủ, bị giống như bị chìm ở trong giấc ngủ vậy đó. Các vị chờ tôi một chút, các vị chờ tôi một chút. Ở đây có một cái chuyện mà tôi nói vô tư thôi, tôi nói vô tư mà tôi mong rằng bà con đừng có hiểu lầm tội nghiệp tôi. Đó là có cái quyển, có cái quyển, các vị chờ tôi một chút. Nó có một cái quyển mà sách mà tôi vừa in đấy, nó có quyển sách mà tôi vừa in, đó là cái quyển Triết học A Tỳ Đàm. Thì tôi xin thưa rõ là từ đó đến giờ, thì trước ngày tôi về Việt Nam ấy, thì cái sách A Tỳ Đàm rất là hạn chế, không nhiều. Rồi sau này thấy Chư Tăng đi du học nước ngoài về ấy, thì thấy các vị cũng có viết soạn rồi biên dịch, rồi đặc biệt là dịch ha, khá nhiều. Kỳ rồi tôi về Sài Gòn thì tôi gặp rất là nhiều sách về A Tỳ Đàm cũng thú vị. Nhưng mà còn có một quyển mà của tôi dịch từ sách của ông Minh Tinh Nam á, chỉ như tôi nhắc cái quyển của tôi là bởi vì cái quyển đó chúng tôi nói dịch, nhưng mà còn phải nói là chữ phỏng dịch, cũng như là chúng tôi không có theo sát 100%, và trong đó có với cái sự giúp đỡ của chị Hồng ở Thụy Sĩ đó, chúng tôi có những cái ghi chú rất chúng tôi nghĩ là rất là quan trọng, rất là quan trọng về thiền chỉ và thiền quán, rất là quan trọng. Cho nên xin quý vị sở dĩ mà chúng tôi phải nhắc đến tên một vị tử là bởi vì không có vị đó thì chúng tôi không có đủ siêng để làm chuyện đó. Đặc biệt những lúc mà tôi dạy học thì các vị đó nhắc kinh vậy đó, nói cái này là sao mà phải giữ lại để bổ sung trong cái bản dịch. Nhờ cái sự nhắc nhở đó mà trong bản dịch mới có được những ghi chú mà chúng tôi nghĩ là cái quyển đó quý vị Phật tử mà có mặt trong lớp thì nên có, và đặc biệt quyển đó thì nghĩ chắc quý vị có cũng cầm tốn tiền, là bởi vì sư trưởng ở chùa Bửu Đức ấy, sư trưởng có 500-700 quyển gì đó, cho nên tôi tin rằng học viên trong lớp, các vị trong lớp này nè hoàn toàn có thể liên lạc với sư Pháp Tính ha. Sư Pháp Tính là cũng là vị trụ trì, có thể là quyền trụ trì ở đó đó, quyền trụ trì ở chùa Bửu Đức Biên Hòa đó, để có thể có được cái quyển này gọi là quyển Triết học A Tỳ Đàm trong Phật giáo truyền thống. Không biết trong lúc có nghe tôi nói hay không, cái quyển đó quý vị mình có, bởi vì quyển đó thì tương đối là dễ, có những cái biểu đồ để mà mình có thể mình dò, chứ không phải là quyển đó mà ai mà đi nói quyển đó cũng sách của mình là hay bao giờ. Nhưng mà thử cầm quyển đó mà đem so với mấy quyển khác đó thì nó cũng có cái điểm ngộ ngộ của nó. Thì ở đây năm pháp truyền cái này được gọi là năm pháp làm cho người ta mê ngủ, có nghĩa là sao? Có nghĩa là ta suy nghĩ không ra cái gì hết, không suy nghĩ ra, cái tâm nó đang đam mê cái gì quá đó, nó làm cho người nó khờ. Dạ, ví dụ như bây giờ mình thích cái gì quá, có một cái chuyện mà nó rất là sâu mà sáng nay tại vì tôi bị dậy trễ đó, cho nên tôi bận tâm vấn đề phải đi kiếm bài, cho quý vị cái đúng ra nó tập được bài cái đề để giải thích về năm truyền cái này nó có nhiều cái đặc biệt lắm. Ví dụ như mình nói về cái tham dục đi, cái tham dục đó. Khi mà mình bị dính vào cái tham dục đó, mình không suy nghĩ được gì hết, là vì sao? Là bởi vì khi mình thích cái gì đó thì mình cứ ghim sâu nó gắn chặt vào trong đó. Đấy, mà khi nó ghim sâu gắn chặt vào trong đó thì làm sao nó còn quẩn để mình nó nghĩ đến chuyện khác. Nó giống như một đứa bé mà nó cứ chăm chăm nó nhìn món đồ chơi thì má kêu không có nghe, bà ngoại kêu nó cũng không có nghe. Vì nhớ đơn giản vậy thôi, giống như một đứa bé mà nó đang nhìn chăm chăm một cái món đồ chơi thì má gọi nó không nghe, bà ngoại kêu nó cũng không nghe. Đấy, mình người lớn cũng vậy, khi mà mình có cái lòng đam mê thích thú trong cái gì rồi đó thì coi như mình khó mà rảnh trí để mà suy nghĩ đến chuyện khác. Cho nên khi mà
cái tâm, một cái nội tâm mà bị tham dục nó chi phối đó, là mình không có suy nghĩ được cái gì hết. Mình cứ quẩn quanh bao nhiêu đó thôi. Con nít thì nó có cái đam mê của con nít, mà người lớn thì có cái đam mê của người lớn. Mà nó khổ một chỗ, cái này mới quan trọng nè. Tôi nhắc lại một chuyện hôm đó tôi đã có nói qua rồi, do khuynh hướng tâm lý bản thân cộng cái sự tác động của tiền nghiệp, tiền nghiệp là nghiệp xưa, nghiệp cũ, nghiệp quá khứ đó. Cho nên hôm nay chúng ta mới có mặt trong một cái hoàn cảnh, một cái điều kiện, một cái môi trường sống đặc biệt. Đấy. Và trong cái môi trường sống đó, do tác động của cái tập khí, phiền não, cho nên tự nhiên chúng ta phải thích, phải đam mê những cái gì quanh mình. Anh biết tôi nói bà con có nghe kịp không? Đấy, cái đó rất là quan trọng. Nếu mà hiểu được cái này là chúng ta bớt được nhiều cái đam mê lắm, bớt được nhiều lắm, bớt được rất là nhiều. Chúng tôi nhắc lại, khi mình học đạo đó, mình cứ tưởng cái đó nó hay lắm. Nhưng mà thật ra đó, khi mình học đạo rồi mình thấy tất cả cái đam mê nó đều có lý do rất là trẻ con, rất là buồn cười và rất là khoa học, rất là kỹ thuật. Có nghĩa là sao? Nó chẳng hay ho gì như mình nghĩ đâu. Mà tại vì do cái nghiệp nó đẩy mình vào trong hoàn cảnh đó. Rồi từ cái chỗ mà mình bắt buộc phải có một cái hoàn cảnh đó là tự nhiên mình thích. Ví dụ như một người nông dân thì tự nhiên là thích cái cảnh mà đồng chim, lúa rạ. Rồi thích cái cảnh mà sôi nhái, bắt ếch, câu cá, bắt rắn, bắt cô. Tự nhiên là thích những cái hàng cầm, rồi hàng trăm bầu, rồi bờ bê, bờ ruộng, rồi nghe cái mùi lúa, rồi thích nghe cái mùi nước lớn, nước rồng, mùi sình, mùi bùng, ví dụ như vậy. Nhưng mà cái dân mình Sài Gòn, dân phố thì nó khoái nghe, nó khoái thì nó kỳ, nhưng học ra nó xa thì nó nhớ. Thế là nó cứ làm cái tiếng ồn của xe, tiếng kéo xe, rồi mùi khói, rồi bụi, rồi mùi cống chua chua, tanh tanh, rồi cái tiếng rau hàng, rồi cái khỉ nóng bức của những cái bức tường, tường gạch, bê tông, vân vân. Thì ở phố nó nghiện cái đó. Xa phố, ở phố thì nó chửi nó ồn quá, nóng quá, ô nhiễm quá, nó chửi cho đã gì. Chứ còn mà nó rời phố khoảng chừng ngày là nó nhớ chết bà nó luôn. Bởi vì nó quên cái nghiệp nó khiến mình như vậy. Rồi tôi biết có một người Việt Nam ở Vĩnh Long đó, ngày xưa đó là cũng là có giấy tờ đi hát ô đó, mà không chịu đi, cứ nó không đâu còn quên. Tới lúc mà vợ ông nghỉ quá đó, thì ông đi. Ông đi ở được có 3 năm thôi, mà từng ngày trong 3 năm đó là một lòng đau đớn nhớ quê không chịu nổi. Còn hơn là Tô Vũ ngày xưa mà bị hung nô nó đầy ở trên đảo 19 năm, 3 năm là ổng bằng 19 năm của Tô Vũ trong giữa đời hết. Ấy vậy mà tới lúc ổng về thăm Việt Nam rồi có 3 hôm thôi thì ổng quay qua nói bà vợ thế này: bà ơi, bằng mọi giá để vé cho tôi quay về Mỹ, tôi chịu hết nổi rồi. Nó ồn quá, nó bụi quá, ra đường thấy nó chạy xe nguy hiểm quá. Các vị biết James Bond, Sean Connery là một cái nhân vật mà coi như là đóng James Bond trong phim 007 đó. Mà ông qua tới Hà Nội rồi lúc ông sắp ra đi phóng viên Việt Nam, ông hỏi ông cái cảm tưởng về Việt Nam, về Hà Nội trong những ngày thăm viếng vừa qua. Thì ông nói thế này: tôi ở trong phim thì có thể lái xe bắn súng rượt đuổi kẻ thù với tốc độ nào cũng được, vừa chạy vừa thắt cà vạt cũng ok. Nhưng cứ nói thiệt, trong phim mà chúng về Việt Nam là dứt khoát không dám lái xe, khủng khiếp. Nhưng mà người trong nước mình thì rất là tự tại, như ngài đại bi Tâm Đà La Ni trong cái khoảng mà Honda. Có nghĩa là ra đường là đường anh thấy trống là anh cứ chọt, mà tôi thấy trống là tôi cứ thật. Mình nói môi trường nào mình quen môi trường đó. Chính vậy, cho nên nếu một người thực tử, một người học đạo mà biết chỗ này, mình đối với cái tham dục mình bớt được nhiều lắm. Mình thích ăn cái này, mình thích mặc cái kia, mình phải nhớ rằng đây chỉ là cái chuyện rất là khoa học, rất là kỹ thuật, rất là tự nhiên. Những cái mà mình cho nó hay ho nó chẳng là cái gì hết. Chẳng hạn có người tự cho mình là trí thức, chơi lan kiển, rồi uống trà, rồi thổi sáo ngâm thơ, vân vân mà được cái đó hay. Nhưng mà xin thật, xin thưa thiệt, trong số đó có những người thật sự mà có nhu cầu văn nghệ như vậy đó, mà từ trong máu đó, thì không có nhiều lắm đâu. Mà phần lớn là do ở đâu ra? Là do hồi xưa đầu tắt mặt tối, không có nghĩ ra cái chuyện gì để cho nó sang hết. Rồi bây giờ có chút ăn của để ha. Rồi tự nhiên thấy bây giờ mình cũng phải làm cái gì đó cho nó giống giống người ta một chút, mà cái khả năng mình có được cái gì.
người ta sưu tập xe hơi, người ta sưu tập là du thuyền, sưu tập biệt thự, sưu tập xe cổ, sưu tập cổ vật, còn mình vẫn có gì hết thì thôi, rồi cũng kiếm cái gì đó dớt dát cho nó hơi sang sang chút, cái số gì cũng nhiều chứ không ít đâu. Rồi lâu ngày rồi có bạn bè đồng chí hướng, đồng sở thích, cái nó quên là thành nhóm, rồi thành lập câu lạc bộ, rồi nó hình ra nó có bài bản, là tự nhiên mình ngày nào mình hay, mình tưởng là mình trí thức, mình là nghệ sĩ chứ không phải, mà mình là thứ giỡn. Nếu mà thiên chúa họ có cái chữ kêu đạo đứng với đạo dòng, đạo dòng là cái đạo mà có những đứa bé mà nó xuất thân, nó đẻ ra trong gia đình đạo chúa gốc ha, rồi nó được sức giàu đồng lễ bí tích rửa tội từ bé ha, thì cái đó được gọi là đạo dòng. Còn cái đạo đứng là ví dụ như cái thằng cha nó trả thương thằng cháu có đạo chúa, nhưng mà trả thương một cái đứa giáo dân, rồi cha lấy xong rồi cái thằng cha buộc bị buộc bên nhà vợ ép vô nhà thờ cũng đứng gần cả buổi vậy, nghe cha làm lễ rửa tội rửa kiếp thì tùm lum tà la đó, thì cái đó được gọi là đạo đứng. Thì mình cũng vậy, mình nhiều khi mình là ngoại đạo trong một cái làng nghệ thuật nào đó, trong một cái bộ môn nào đó, nhưng mà tại vì do hoàn cảnh đẩy đưa là lâu ngày mình thích mình ngay. Tôi đã nói rồi, tại sao mình ăn mình thấy ngon là tại vì do cái nghiệp dục giới, do cái nghiệp dục giới nó khiến mình phải tái sinh ra cảnh dục giới, mà mang thân nhân loại mà không ăn cho chết à, cho nên bắt buộc mình phải ăn. Mà nếu nó không có biết đói, nó không biết thèm thì sao mà nhét thồn giận tống cán nó vô được. Cho nên là nó phải đói, nó phải đói đặng như mình mới thèm, là mới ăn, mà ăn thì mình mới sống được. Chỉ lý do rất là kỹ thuật như vậy thôi. Cho nên cái chuyện mà mình thấy ngon là do cái hoàn cảnh, chứ thật ra không đợi có gì ngon, không có gì dở, không có. Hiểu được như vậy nó mới được cái tham dục. Sân độc cũng vậy, cái sân nó là do sự bất mãn, cái thích càng nhiều thì cái bất mãn càng lớn, là mong nhớ dùm cái đó. Cái niềm đam mê trong tham dục càng nhiều á thì cái sự bất mãn nó càng lớn. Và bất mãn mình thích như vậy đó mà nó không được như vậy mình mới bất mãn. Chứ trên cõi phạm thiên thì không có năm dục nha, trên cõi phạm thiên không có năm dục, không có niềm đam mê trên năm dục, cho nên trên cõi phạm thiên không có sân, không có bất mãn, không có thích thì không có bất mãn, không có đòi hỏi thì không có bất mãn, không có hy vọng thì làm gì có thất vọng. Tôi thấy một người anh ngồi bên đường, trời chuyển mưa, mình ngó trong cái lo mà trong cái món anh ta có tiền thấy tội nghiệp, thế thì nó đi cho lúc tôi cho, tôi không hề nghĩ là anh ta sẽ hồi báo cho tôi, vì anh là người lạ mà gặp nhau chút xíu 3 giây rồi chia tay, không thấy nhau trong đời nữa. Trong khi đấy người quen mình lại khác. Khi mà mình đưa ra, mình trao ra một cái gì đó, nếu mà nói mình trông đợi sự hồi đó đó thì nó cũng tệ quá, không phải thì ít ra đó thì mình cũng hy vọng có dịp gặp lại. Ai ngờ đâu khi gặp lại cái người đó họ tệ hơn là mình nghĩ. Đấy. Thì chính có cái hy vọng mới có cái thất vọng, có cái thương thích mới có cái bất mãn. Chứ nếu không có cái thương thích, không có hy vọng thì làm gì có bất mãn, làm gì có thất vọng. Đại chỉ vậy thôi. Rồi cái tiếp theo đó là cái gì quý vị? Cái hôn thủy. Cái hôn thủy thì cái này nó đơn giản, nó là một cái trạng thái gọi là giả dụi. Nó là một cái trạng thái giả dụi, lười biếng, tiêu cực, thụ động, thiếu máu. Thiếu máu có nghĩa là mình không có đủ lửa, tiếng Việt Nam nghĩa là không có đủ lửa đó, không có đủ lửa. Tức là tới cái giờ mà phải học, tới giờ hành thiền thì tự nhiên nó giả dự, nó buồn ngủ, nó cứ ngáp lên, ngáp xuống giống như người ta đang muốn lên đồng vậy đó. Thì cái này nghe thì nó nhẹ lắm, nói về mặt xã hội đó, nói về mặt không có là cái gì hết. Nhưng mà trong cái đường tu chính, tu tập đó, thì nó lớn kiện lắm đó, chứ phải thường. Thì trong thanh tịnh đạo có nói rõ tại sao mình buồn ngủ, là bởi vì một là do mình bị say cơm. Say cơm, cái này quan trọng, cái chữ mình biết bà con nhớ được cái chữ này cũng tốt. Say cơm, say bị say giống như say rượu vậy đó. Cái chữ mát đá này nó từ tiếng Pali là mát, mát nghĩa là say. Mà cái chữ cái đó từ cái động từ Pali đó là mất chắc, mất là sai. Từ cái chữ mất này nó mới tạo ra cái chữ xuống ở đây, biết ai biết chữ xuống rami nhé, cái câu sinh giới ngũ giới bằng tiếng Pali đấy, xuống rami à đấy nhé. Mất chắc đấy là
Sura là rượu, rượu mê, Miraya là rượu nấu, còn bất giá là bất cứ cái gì mà nó có khả năng gây sai nha, bất cứ cái gì mà có khả năng gây sai, nó làm cho mình say. Như vậy thì trong ngũ giới, cái giới thứ năm nó bao gồm luôn cả những cái thuốc thuốc lắc, thuốc lắc. Không biết ở đây có người còn ở trong vùng còn biết thuốc lắc tôi chết liền. Cái loại thuốc mà hiện nay mình hay bắt trong cái tuổi trẻ bằng nhịn á, uống vô cho mình biết gì hết, cái lắc lắc giật giật cứ khờ khờ, uống vô là thấy chuyện đời cái gì cũng nhỏ, uống vô là mình thấy cái gì nó cũng nhỏ, thấy mọi chuyện nó cái gì cũng đơn giản hết trơn á. Và vui 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 ví dụ như vậy thì được gọi là thuốc lắc, hay là thôi là cũng một loại thuốc kích thích, thuốc cũng là thuốc gây nghiện. Các vị còn nghe rõ không? Thì cái thuốc ok không phải là cái nó phải sơ thiền đâu nha, nếu mình cứ nghĩ như vậy thì cũng tốt nha. Nếu mà uống vô rồi sơ thiền thì quý vị chỉ có uống vô một lần 4 viên luôn để nhanh vô thẳng luôn túi tiền. Còn mà uống thêm 4 viên nữa nó vô bát định nha, cứ nhớ vậy. Thì 1 viên là sơ thiền nha, uống nó thì nó kiểu quý vị này nè, cái vị mà không ảo này nè thì uống vô là nhập thiền. Thì cái 1 viên như là sơ thiền, mà 4 viên là túi tiền, mà 8 viên thì mình tu được nó đến cái cao nhất nha, thì cái vị làm hơi bao 8 viên luôn cho nó gọn nhanh. Thì cái chất cái hôn thị, hôn là hôn trầm mà thủy là thủy miên, thì hai cái này đó, nó khiến cho mình buồn ngủ, giả dị, lười biếng, tiêu cực, thụ động, không có muốn nhúc nhích, không có muốn tỉnh táo gì hết, không có khả năng tỉnh táo. Đấy, hôn thị. Rồi tiếp theo là tiếp theo là trạo hối. Trạo hối, trạo là phóng dật, tâm không có tập trung, còn hối là cái tâm dây dứt, khôn nguôi về những cái chuyện mình đã làm hoặc là chuyện mình không chịu làm. Còn ngoài nghi tôi đã nói rồi, phân vân nghi hoặc, phân vân nghi hoặc về bản thân mình, về pháp môn tu tập, về cái vị đạo sư tinh thần. Nhắc lại, hoài nghi là thắc mắc phân vân về bản thân mình, về pháp môn hoặc về con đường mình đang tu tập, và về cái vị đạo sư tinh thần của mình. Ví dụ như nếu mình là Phật tử thì mình nghi ngờ về Đức Phật, nghi ngờ về tâm chúng, nghi ngờ về vị thầy của mình. Còn nếu mình là người không phải Phật tử đó, mà mình chỉ là một đạo sĩ tu thiền đó, thì nếu mà ông có những cái phân vân nghi hoặc về ông thầy của ông, rồi về cái pháp môn mà ông đang tu thì cũng gọi là hoài nghi nha. Rồi tiếp theo là hết rồi, tiếp theo là gì? Tiếp thì tôi đã lại, khi mà Đức Phật nói năm pháp này nè, năm pháp này là năm pháp làm cho người ta mê ngủ, rồi bởi vì khi dính vào một trong năm cái này không có khả năng mà suy nghĩ cái gì hết. Đó là lý do tại sao phong năm này được gọi là năm pháp làm cho người ta mê ngủ. Tiếp theo là năm pháp dẫn đến tỉnh thức. Thì hôm qua tôi nhớ tôi đã giải thích rồi, năm pháp dẫn đến tỉnh thức đó là năm quyền, làm bằng ghi dùm năm quyền. Dạ, mong rằng là có điều kiện thì chúng ta sẽ làm lại cái nội dung của quyển này ngắn thôi. Tức là mình để nội dung về kinh ở dưới là chú thích chữ khó, mình sẽ in một quyển gọi là nghiên cứu kinh tương ưng bộ nha. Đó là công nghiệp của tôi, đó là phía trên mình để ghi vắn tắt nội dung về kinh mấy hàng, ở dưới là ghi chú chữ khó. Thì tôi như ghi chú là năm pháp dẫn đến mê ngủ là gì? Mê ngủ là xuất tác tấn hồ đơn gồm năm trường cái, rồi năm pháp dẫn đến tỉnh thức máu đơn cha cá rác để hai chấm gồm gồm năm pháp quyền tính tánh nguyện định tuệ. Thì cái tâm nguyện thứ nhất là gom lại cái đó, bà con nào mà siêng người khéo đó, làm được cái đó, chẳng hạn như đó có cô em là đào mà bây giờ không thấy nữa, cô chỉ thấy một lần rồi cô ôm cầm sang thuyền khác không còn thấy nhau trong đời nữa. Chứ cái cô đó là cũng làm cái nội dung là làm cái outline rất là hay. Bạn nào là rất là hay, cái cô mà anh đào tôi quên rồi. Thì cái đó là cái mình cần. Và cái tâm nguyện thứ hai của tôi là gì? Đó là có những vị nào, đây tôi phải nói rõ là tôi rất tôn kính chư tăng, các vị tại đức tại học, có cảnh người cái chuyện nó bình thường, cái chuyện mà làm như vậy cho người bình thường, nhưng mà tôi đặc biệt nói về cư sĩ, trong trường hợp mà mình có giải thích cho ai đó, hoặc là mình có điều kiện mình mở một cái lớp hướng dẫn Phật học cho bạn bè, chẳng hạn như bà con ở phương ở miền miền Bắc
xa xôi, không có điều kiện gần như tăng, không có điều kiện học tiếng Cali, học không có điều kiện học Abhidhamma, mà giả dụ như vậy mà mình có bạn hữu mà họ có nhu cầu, mà nghiên cứu bạn mà họ bị hoang mang nghi hoặc thiếu thốn tài liệu, thì mình chỉ cần cầm cái sách này thôi, cầm cái sách này là mình nói ok, tôi có cái này này, có cái này là có cái chìa khóa, có cái chút xíu cẩm nang nhỏ nhỏ để mà mình cùng nhau nghiên cứu rồi tương ưng trung bộ tâm kỳ tiểu bộ, nó lại viết là bao nhiêu, tức là trước khi in thành sách nha, trước khi in thành sách thì mình đã có thể giúp được rất là nhiều người, cho nên đó là lý do tại sao mà cái lớp học này ra đây chỉ vậy thôi. Thì năm quyền là gì? Năm quyền thì tôi đã nói rồi, thì năm quyền ngày hôm qua đó, tính quyền là cái niềm tin, niềm tin vào tam bảo, niềm tin vào tam bảo, niềm tin vào thầy bạn, niềm tin vào cái pháp môn mà mình đang tu tập, cái này gọi là tính quyền nha. Và phải nhớ rằng cái niềm tin nhưng mà nó có chín chắn thì cái sự tu tập của mình nó đúng đắn, mà niềm tin nếu mà muốn cho nó chín chắn đúng đắn thì nó phải dựa lên cái gì? Nó phải dựa lên rất là nhiều thứ, mà đặc biệt là đó là trí tuệ. Cái người mà trí nhiều mà không có niềm tin á thì là phải nói là cũng là một thứ thảm họa, một thứ bi kịch. Mà đức tin nhiều mà không có trí tuệ đó nó cũng là một bi kịch. Mà có đức tin có trí tuệ mà không có niệm định á, không có cần niệm định á, không có siêng, không có niệm, không có định thì cũng làm ăn được cái gì. Cho nên năm quyền là bắt buộc phải đi chung, bắt buộc phải đi chung. Có những người thì dĩ nhiên cái trí họ nó yếu, có những người đức tin nó yếu, nhưng mà nó phải bằng mỗi giá mình phải dùng trí để bổ sung đức tin, và bằng mỗi giá dùng đức tin để mà làm thăng bằng, làm cân bằng cái trí. Bằng mỗi giá phải có đủ năm quyền thì mới hy vọng tu tập thiền chỉ thiền quán thì nó có kết quả. Còn bằng như nghĩa còn bằng như mà coi như mà mình không có đủ năm quyền, hoặc là có nhưng mà coi như mà nó không có cân bằng á, không có thăng bằng á, thì nó cũng không dẫn đến cái hiệu quả gì đâu. Cho nên hôm qua tôi có giải thích sơ, rồi bữa nay cho quý vị chịu khó quý vị coi lại và nghe lại, chứ còn tôi rất là lười cái khoản này nha. Tức là tính quyền là đức tin, nó tam bảo, nó thầy bạn, và nó pháp môn mình đang tu tập. Còn tánh quyền là cái là cần quyền á, chính là tứ chính cần nhé, sự nỗ lực để ngăn ngừa những cái ác pháp chưa có xảy ra cho nó đừng xảy ra, sự nỗ lực đối phó với những việc pháp nó đang xảy ra cho đừng có tái diễn, sự nỗ lực trao dồi tu tạo những cái chuyện pháp chưa có cho nó được có. Và cái thứ tư là sự nỗ lực gìn giữ duy trì không làm mất những cái chuyện pháp đã có. Mình tu thì mình không phải khư khư giữ cược, nhưng mà cái sự cố ý giữ lại những cái đã có làm sao. Có nghĩa là thí dụ như trước đây mình có khả năng ngồi vài ba tiếng đồng hồ mà chánh niệm rồi định tâm ngon lành, thì bây giờ mình nhớ là không lên nữa thì thôi, đừng để cho nó mất, đừng để cho nó mất cái khả năng đó. Đó cũng là bảo cần đó, cái mình nỗ lực giữ được cái tốt. Còn trước đây mình có lần hướng học mình ở đâu mình thấy có kinh sách ở đâu mình có thuyết giảng mình nhà vô mình nghe mình đọc, thì làm sao mà để giữ như cái này nó đừng có mất, cái đến già 90 tuổi mà vẫn còn nha. Chứ còn mà tôi thấy có nhiều người quê thì họ ngại cái chuyện mà học tập lắm, ghi chép họ sợ lắm, mà họ còn khoe nữa chứ. Lúc này là giống như người con tôi cũng có pháp rồi, xong bây giờ thấy là mình học cái này cái kia nó tới đâu mà nó mất thì giờ nữa, mình thêm cái sở tri chướng nữa, rồi học được cái tâm nó bị phân tâm lắm. Cho nên bây giờ rồi mình có pháp rồi thì coi như là mình chỉ sống theo pháp thôi, sống theo pháp thôi. Nói về cái ghét mà đừng như nó dốt đặt như là cái cánh cốt chỉ kiểu cái Phật pháp chưa đầy có lá me, nói gì là lá mít. Phật pháp mênh mông lý kinh thì thâm thẳm mà không có chịu học, vì nở mình thì như cái núi mà không có biết đường đâu mà leo, đâu mà gỡ, mà cạo, mà đục, mà cứ mà cho mình là hay rồi dùng cái dốt của mình mà tu nó khó làm ghê lắm. Còn cái chuyện mà mình vùi đầu trong pháp học mà bỏ pháp hành đó, thì cái đó là cũng là cái bậy. Nhưng mà bỏ lo pháp học mà đi kiếm pháp hành nó cũng khó làm lắm, tại mình biết cái gì mà mình tu nó khó vậy đó, biết cái gì mà tu. Cái chuyện rất là đơn giản thôi, là mình đi chợ đó thì mình cũng phải biết cái chỗ nào bán cây, chỗ nào bán bông hoa, chỗ nào bán áo quần, chỗ nào bán thuốc men giày dép. Chứ còn mình mù tinh
Thì làm sao mà mình biết được mình mua, ít đâu phải đi hỏi chứ. Thì học đạo cũng giống như vậy, cũng phải biết ở cái chỗ nào là cái gì, chứ còn mình cứ có bà nó đi biến điện mà về cái tưởng mình là chắc là toàn tri diệu giác á, thì nó tệ quá. Và cứ dù đạo trong cái học mà không chịu hành đó thì nó cũng là cái muỗng trong cái nồi canh thôi. Cho nên nó cũng khổ. Vậy nên năm quyền nó phải bổ sung lẫn nhau là như vậy đó. Thì chính nhờ có năm quyền tự nhiên làm cho người ta tỉnh. Chữ tỉnh ở đây nói thì hay nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng nha. Làm ơn ghi dùm tôi câu này. Năm truyền cái làm cho người ta buồn ngủ theo nghĩa đen, trong đó có hôn thủy. Hôn thủy nó làm cho người ta buồn ngủ theo cái nghĩa đen. Mà riêng bốn cái còn lại đó, nó làm cho người ta buồn ngủ theo, người ta làm cho người ta mê ngủ theo nghĩa bóng. Có nghĩa là không có làm suy nghĩ được gì hết. Thiền chỉ thiền quán là bỏ tay nha. Đấy, làm ơn ghi thêm câu này. Năm truyền cái làm cho người ta buồn ngủ, dễ sợ. Đằng này quý vị biết như thế này, làm cho người ta hiểu theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Tức là cái chỗ quan trọng nhất ấy, thì các vị biết như vậy. Hỏi như vậy các vị còn đáng sống nữa hay không? Đấy. Rồi cái năm cái pháp quyền ấy, thì nó làm cho người ta, nó làm ta tỉnh thức theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa là sao? Khi mà cái thiện pháp mình nó cứ cuồn cuộn nghĩa nó hừng hực hừng hực, làm sao mà ngủ? Bởi vì học A Di Đà biết rồi, hãy có thiện thì không có bất thiện, mà hãy có bất thiện thì không có thiện. Chỉ cần giây phút nào mà không có mặt của năm truyền cái nói chung và không có hôn thủy nói riêng thì mình tỉnh táo vô lắm, cái gì mình nghĩ cũng thông nha, cái gì mình cũng nghĩ thông hết. Cho nên năm quyền được xem là năm cái pháp làm cho mình tỉnh thức. Qua đã giải thích rồi, bây giờ tiếp theo đó là mình học cái bài kinh khác nữa, đó là cái bài kinh chết chạy còn cái nữa, còn cái nữa, còn sót năm pháp mà làm cho người ta nhé, năm pháp mà làm cho người ta trở nên bất tịnh, năm pháp làm cho người ta trở nên bất tịnh, năm pháp làm cho người ta trở nên bất tịnh, đó là năm pháp làm cho nên bất tịnh, đó là năm, cũng là năm truyền cái. Và năm pháp làm cho người ta được thanh tịnh chính là năm, các vị bỏ vô đi được không, năm pháp khiến người ta trở nên bất tịnh đó là năm truyền cái, còn năm pháp khiến người ta được thanh tịnh là năm, năm gì? Năm quyền, chính là năm quyền. Yes, năm quyền đã, năm quyền. Năm pháp làm cho người ta mê ngủ là năm truyền cái, năm pháp làm cho người ta tỉnh thức là năm quyền, năm pháp làm cho người ta trở nên cấu uế bất tịnh là năm truyền cái, và năm pháp làm cho người ta trở nên thanh tịnh là năm quyền. Có nghĩa là đức tin nè, có một cái niềm tin trong sạch vào tam bảo, vào thầy bạn và pháp môn. Còn tinh tấn là bốn cái sự tinh tấn nãy tôi nói rồi. Còn niệm nó tức là cái khả năng ghi nhớ những gì đang xảy ra. Ở trong tiếng Tàu nó hay lắm, nó cũng có cái điểm hay mà mình Tàu nó đang nhất trên Biển Đông. Bây giờ tôi khen Tàu cũng có người ghét tôi nữa. Ở trong chữ Hán đó, cái chữ niệm nó gồm có chữ kim là bây giờ, nó nằm trong chữ tâm. Chữ kim là bây giờ đó, giống như chữ kim tự tháp á. Cái tháp đó hình chữ kim, mà nó năm nay nó là hình tam giác thì đúng hơn, tại vì cái chữ kim nó có hai cái gạch xéo nó gác mái nhà đó, nhìn giống như cái mái nhà đó, nó gọi là chữ kim. Nhưng là bây giờ còn nó nằm trong chữ tâm, thành ra là chữ niệm. Có nghĩa là cái tâm mà biết những chuyện gì nó đang xảy ra tại đây và bây giờ, thì cái chữ đó, cái tâm trạng đó được gọi là niệm nha, rất là hay. Niệm thì cái tính tánh niệm á, thì cái niệm ở đây chính là cái khả năng mà ghi nhớ biết rõ cái gì đang xảy ra. Còn định ấy, là cái khả năng tập trung tư tưởng, không để cho nó phóng tán lung tung. Định ở đây có nghĩa là mình chuyên vô cái gì thì không nghĩ ra cái khác nữa, tức là mình chuyên vào đề mục đất. Niệm đất, mình niệm đề mục hơi thở, thì biết hơi thở đang ra đang vào, và với biết mình định nằm thì lúc đó mình chỉ biết hơi thở chứ mình không biết cái gì nữa hết. Không biết cái gì nữa hết. Thậm chí như trong kinh nói, ở trong sách đời á, sách đời nói Phạm Ngũ Lão hồi xưa mà ngồi
mà gót tre đó, mà lính đi ngang mà họ lấy cái đao lao đó, cái lao nhọn mà họ chọn cái bắp đùi trẻ nó mà cậu lỡ không ngay thì mình cũng có thể gọi đó là định. Vẫn đang suy nghĩ đó, hoặc là giống như là quan trong mà đời Tam Quốc mà ông bị thương nó rồi nhờ Hoa Đà mổ, rồi là Hoa Đà cũng e ngại lắm, không biết là có chịu nổi hay không, thì ông nói là dễ lắm, cứ bày ra cho ta một bàn cờ tướng đi, thì nếu mà ta tập trung cho ta đánh cờ tướng đó, thì ngài cứ muốn làm gì cũng được hết. Thì dĩ nhiên những cái chuyện đó làm sao mình không biết, nhưng mà mình có dùng nó mình hiểu là định tâm là như vậy đó. Có nhiều lúc mình hà mình kêu mình ngồi thiền á, thì theo dõi hơi thở đó, cái điều một hơi thở nó không đủ để làm cho mình có thể ngồi lâu hàng giờ, thì chứ dùng cái thứ chơi game là một, online là hai. Trời đất ơi, nó ngồi mấy tiếng đồng hồ luôn, nó tập trung vô mấy tiếng đồng hồ vậy đó, mấy tiếng đồng hồ coi như là nó không biết đau lưng là gì hết, mà coi như không có đói bụng luôn, coi như là cái internet đó. À, tôi chỉ nói mình đi mình vô mấy cái website thôi đó, đọc cái này đọc cái kia tới mấy giờ đồng hồ. Mà nếu ai đó mà cầm súng mà đứng trước cửa phòng bắt mình phải ở trong phòng suốt 8 tiếng đồng hồ trong một ngày, thỉnh thoảng cho đi toilet chút xíu để trở vô là bắt ngồi suốt bắt ở trong phòng suốt, mình chịu không nổi, mình sẽ có cảm giác bị ở tù. Trong khi đó đó, mình tự nguyện đó, thì mình có thể ở trong cái phòng của mình một mấy ngày cũng được, mà một ngày mấy tiếng cũng được, nếu mà mình không phải đi làm. Đây là cái chuyện rất là đáng để mình quan tâm nha, thưa quý vị, rất là đáng. Bởi vì một cái người mà có một cái đời sống như vậy thì tuyệt đối không có lành mạnh nha, về cả tinh thần lẫn thể chất đều rất có hại nha, rất có hại. Bởi vì tại sao mấy người mà tập thể dục họ khỏe, tại sao mấy người tập yoga khỏe, tại sao mấy người tập võ thuật khí công họ khỏe, tại sao? Ngoài cái chuyện cơ thể họ vận động mà được khỏe thì cái đó là đã đành rồi, nhưng mà chỉ có những người mà luyện tập nhiều đó thì họ mới có để ý, họ mới có thường xuyên để ý xem coi mình hiện nay buổi sáng nay mình ra sao. Chỉ có những người mình thường xuyên luyện tập mà có giờ giấc họ mới chịu để ý. Ví dụ họ coi cái eo của mình nó có bớt mỡ chưa. Rồi nếu là đàn ông thì coi cái xô, nghĩa là cái bắp ở dưới hai cánh tay mình á, nó có nở ra hay không, cái bụng mình có sáu múi hay không, mình có chữ V hay không, mà V ngược hay là V xu. V ngược thì V xu là ok, tức là ngực nở mà eo nó thon, mà nếu mà V ngược thì ngực cao mà bụng eo bự thì coi như là sải được. Ví dụ như vậy thì cái người mà thường xuyên mà quan sát như vậy đó thì mới khỏe. Thì trong cái nội tâm của y chang như vậy, cái người mà thường xuyên quan sát nội tâm đó, thì nội tâm họ mới khá. Còn mà mình cứ lăng xăng mình nói mình tu thiền, mình nói mình Phật tử, mình nói mình là cái này cái kia, nhưng mà thật ra mình không có dành nhiều thời giờ để mình ngó vô cái nội tâm của mình đó, thì nó tệ, nó có dòi mình cũng không biết. Làm sao mà bớt được cái nhỏ mọn ích kỷ, bớt những cái bực mình lặt vặt, bớt những cái ham thích này nọ đó, thì giúp các nó sẽ khỏe, nó sẽ tốt hơn. Cho nên là cái năm truyền cái là những pháp mà nó làm cho mình được. Nhưng mà riêng về năm cái quyền á, tính tấn định định tuệ đó, thì nó làm cho mình trở nên thanh tịnh. Thì cái tính tấn niệm, niệm tức là sự ghi nhớ những gì đang xảy ra, còn định tức là cái khả năng duyên chú tập trung vào một cái điều mục nào đó, không có để tâm nó tán loạn. Còn cái tuệ thì tôi đã giải thích rồi, tuệ thì gặp có hai. Hôm qua thì bà con có ai còn nhớ tuệ là gì không? Alo, giải thích tuệ nó gặp có hai là gì? Một là sự biết rõ đó là cái gì, biết đó là thiện hay là bất thiện, đó là nên làm hay là không nên làm, biết rõ đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, biết rõ đó là phàm là thánh. Nói chung biết rõ cái bản chất của các pháp. Dĩ nhiên cái chỉ các pháp là nói chung thôi, chứ còn có người biết được 10 điều, có người biết được 8 điều, có người biết được 21 điều, có người biết được 19 điều, thì cái chuyện đó tùy vào căn cơ nha. Nhưng mà năm nay đầu tiên cái tuệ đây là trí, mà trí đây cũng như là biết cái biết cái gì là cái gì, thì đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai biết rõ nó vận hành ra sao. Tuệ có hai, một là biết rõ nó khổ quá. Tuệ là biết rõ cái gì là cái gì, chứ không phải thiện bất thiện không. Ví dụ như bây giờ mình biết rõ ở đây là niệm nè, cái này là niệm nè, biết rõ cái này là định nè, biết rõ, biết rõ, biết rõ.
cái sự biết 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 như vậy đó được gọi là biết rõ cái bản chất, biết rõ cái gì là cái gì, đúng, biết rõ cái gì là cái gì. Thứ hai, biết rõ nó vận hành ra sao, có nghĩa là biết à các pháp do duyên mà có, các pháp do duyên mà diệt, biết rõ ờ cái này là nhân, cái này là quả, biết rõ trên đời này cái gì cũng nằm ở trong nhân quả hết, vận hành ra sao là vậy đó. Tức là biết rõ có à, đây là bốn cái vô minh trong tư tứ đế này, nè biết do vô minh trong bốn đế nó dẫn đến ba hành, mà hành là duyên thức, là thức tế tục, thức duyên một nhập là do thức tế tục từ chúng sanh gọi ngũ uẩn á, mới có năm, mới có sáu nhập, rồi nhập duyên xúc phải có, mà sáu nhập thì nó có sáu xúc, mà có sáu xúc thì nó có sáu thọ, mà hãy có sáu sáu thọ thì nó, nếu mà khéo tu á thì sáu thọ nó dẫn đến năm quyền, còn nếu mà không khéo tu á thì sáu thọ nó dẫn đến lục ái, mà lục ái thì nó dẫn đến, nó lục ái mà nếu mà nó phát triển mạnh á thì dẫn đến tứ thủ, mà tứ thủ nó tạo ra hai hữu là sanh hữu và nghiệp hữu, nghiệp hữu là sở hữu tư trong ba nghiệp dục sắc ngũ sắc, còn sai cái đó là nghiệp hữu, cùng sanh hữu thì nghĩa là các tâm tái tục, mà hãy mà có hai cái này nó dẫn đến sanh, dẫn đến tứ sanh, tứ sanh nghĩa là tâm tái cảnh giới noãn thai thấp quá, mà hãy có sanh vào rồi, có sanh rồi đó, tự nhiên có lão lão tử để sanh ra là phải có già cái chết, rồi hãy khi mình bị bệnh bị đau già chết sầu vui khổ vô não, mà mình lại không có trí tuệ trong bốn đế thì mình lại tiếp tục đầu tư kiếp khác bằng cách là chúng sanh già chết khổ sầu cũng do pháp lậu dẫn đầu vô minh khổ quá, thì tự nhiên biết khi mà mình bị dốt không biết đường thoát khổ, thì tự nhiên cái anh tứ lậu anh xuất hiện, anh tạo anh ảnh là cái móng cái nền cho vô minh, đã có vô minh rồi tiếp tục nó có ba hành, nó cứ làm vòng 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 vân tiên cổng mẹ chạy ra dầm đụng phải cột nhà cổng mẹ chạy vô, chân tiên cổng mẹ chạy vô đụng phải cái bồ cổng mẹ chạy ra, mà cứ cổng suốt cuộc đời như vậy. Rồi cái kỳ nhông mà nông kỳ đà, mà kỳ đà nó là cha cắt ké, mà cắt ké nó là mẹ kỳ nhông, rồi cái kỳ nhông nó là ông kỳ đà, trong những họ nó cứ dùng vòng con cò xanh nghĩ quanh hòn đá là như vậy đó. Thì tuệ đây là gì? Tuệ đây là biết rõ cái gì là cái gì, biết đây là thiện, biết đây là ác, biết đây là niệm giác chi, biết đây là hỷ giác chi, biết đây là chánh cần, biết ở đây là chánh niệm, đấy, biết đây là chuyện nên làm, biết đây là chuyện không nên làm. Đó thì gọi là cái thứ nhất là biết cái gì là cái gì. Thứ hai là biết rõ nó vận hành ra sao, có nghĩa là biết à cái này nè, cái danh sắc này nè, năm quẩn này nè, nó vận hành dưới cái sự chi phối ảnh hưởng tác động của tam tướng là một. Biết rõ cái này đó là nó đó là nhân nè, cái pháp là pháp nhân này, biết rõ đây là cái pháp quả nè, biết do duyên này, đây là nhân, đây là duyên nó tạo ra cái này nè, thì biết rõ đó là cái vận hành của các pháp. Thứ nhất là biết rõ cái bản chất của pháp, thứ hai nữa là biết cái vận hành nó ra làm sao, rồi đó gọi là đệ. Thì chính cái tính tấn định định tuệ này nó làm cho người ta trở nên thanh tịnh, nó trở nên thanh tịnh. Còn nếu mà thứ cái bốn cái này, thứ năm cái này mà chỉ có năm chuyện thì nó biết phát là bất tịnh. Thở Đức Phật còn đại thế có một cái ông Bà La Môn tên là ông Sangha đó mấy, Sangha đó mấy, ông tên hầu Đức Phật, ông đã tập cũng có thưa Lâm 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 có một cái chuyện lạ là hồi con còn trẻ đó, nhớ dễ học cái học mau mà nhớ lâu, học mau mà nhớ lâu, còn bây giờ thì học lâu mà lại mau quên. Đó, ông còn trẻ còn nhỏ còn bé còn thơ ngây, học thì mau mà nhớ thì lâu, còn bây giờ học thì lâu mà quên lại mau, là tại sao? Cái này chẳng dễ nhớ. Hồi nhỏ hồi cái thời con làm đó thì học mau nhớ lâu, còn bây giờ học lâu mà quên mau. Thì Đức Phật còn nói là do cái tâm con người mình á, có những lúc đó mà nó bị năm nó truyền cái nó chi phối á, năm nó truyền cái chi phối thì nó sẽ làm cho mình trở nên như vậy đó. Học muốn nhớ cái gì nó cũng khó, mà quên thì coi như là nháy mắt là quên ngay. Còn khi mà năm quyền, khi mà năm truyền mình nó vắt mặt á, thì mình nhớ, mình muốn cái gì cũng được hết. Thậm chí năm quyền nó phát triển đến mức nào đó thì tự nhiên cái thiền chỉ thiền quán nó không phải là vấn đề với mình, mà do ba la mật mình nó thiếu,
cho nên năm quyền mình nó mới yếu, nó năm quyền nó yếu thì con muốn làm năng gì hết. Chứ còn nếu mà nó đầy đủ rồi, cái gì đắc thiền hay là đắc thiền chỉ mình quán trong nháy mắt thôi thưa quý vị, chỉ là nháy mắt thôi. Và chính vì cái điểm này cho nên ngày hôm qua tôi mới nhấn mạnh một chỗ, đó là các cái tuệ đó là do mình, thứ nhất do mình hiểu lầm, thứ nhất do mình hiểu lầm, mình tưởng đó là một cái giai đoạn ghê gớm, một cái trình độ tư duy ghê gớm cho phải. Rồi thứ hai là do cái lòng mong lắm, mong mình tu mình mong được cái này đắc cái kia, thì một cái là do hiểu lầm, mình tưởng đó là cái gì đó ghê gớm, rồi cộng với chuyện mà tu bằng cái tâm trạng là mong cái này đợi cái kia, hai cái đó nó trộn lại khiến cho mình nên là cứ là duyên tự đắc, duyên tự đắc là về cái chuyện muộn thời muộn tháng mà con mà đang hết trệ thứ mấy chứ thật ra đó là đối với người đại căn đại duyên đó, thì cái giai đoạn mà mình tạm gọi là tuệ này nè gần như là không có, mặc dù trong bộ phổ vô ngại giải đạo hiện nay có một bản dịch nha tiếng Việt, tiếng Việt của cái gì như cái này nha, Nguyễn Văn Nhân. Không biết có ai dịch nữa hay không thì tôi tạm thời tôi chưa có biết, nhưng mà tôi biết ở Việt Nam có hai bản, một là bản Vô Ngại Giải Đạo của Nguyễn Văn Nhân, cái bản thứ hai là của Thượng Tọa Pháp Chất, mà người ở nước ngoài nó kêu là Thượng Tọa Vô Ngại Giải đó, đó kêu là thầy Vô Ngại Giải, ở trong Tôn Thất này kêu là thầy Thượng Tọa Vô Ngại Giải, còn ngoài đời nó kêu là Thượng Tọa Pháp Chất trụ trì trụ thủy các lái đó. Thì ngày xưa cách đây 20 năm về trước thì Thượng Tọa có dịch với cái sự giúp sức của chú Kỷ, bây giờ nó mất rồi, chú Nguyễn Văn Kỷ, thì hai vị có dịch chung với nhau cái quyển này, cái quyển gọi là Vô Ngại Giải Đạo. Rồi một quyển nữa nó mang tính nội bộ, nhưng mà nếu mà bà con mà có lòng thôi chứ nói chứ sao có thì tôi giờ mới thực tử Việt Nam tôi lạnh sống nhiều chuyện thì thích, mà nói xấu thì thích, mắng chửi nặng lời người ta thì thích, chứ mà nghe nó nghiên cứu kinh điển thì làm đúng như câu kinh sợ kinh cắn làm sao. Chứ nên nếu mà có lòng nghiên cứu thì nên tìm quyển này, đó là nội dung Vô Ngại Giải Đạo mà được sang định, được biên soạn lại cho gọn, cho rõ hơn. Và cái người làm chuyện đó chính là sư trưởng trụ trì chùa Bửu Đức nha, trụ trì chùa Bửu Đức. Theo tôi biết sư trưởng có làm quyển đó, nhưng mà khi sư trưởng có ý đem đi in ấy, thì các cái vị học trò đệ tử thân cận ấy, tôi nói vậy thôi, tôi nói vậy được rồi, không biết danh ha, thì các vị nói rằng là thôi giữ gì làm của nội bộ đi, chứ còn mà đem ra thì mình nói sang định, nhưng mà có nghĩa là làm gọn là bản dịch thì nó giống như cái bản dịch vậy đó, thì không người ta không chịu đông câu đó là cái bản sang định, mà không coi đó là cái phần rút gọn, mà ta nói là mình mô phỏng một bản dịch của ai đó thì kỳ lắm. Mà thật ra đó là cái quyển đó là cái quyển mà tôi cho rằng dễ đọc hơn quyển của người Nguyễn Văn Nhân, bởi vì sư trưởng sư làm gọn lại, sư làm gọn làm rõ lại. Tôi về tôi có thấy cái bộ đó, và đây là cái bộ mà nếu mà bà con có lòng thì nên lo đến để mà gặp sư để mà xin sư cho in quyển đó, in quyển đó đi, quyển đó rất là nhưng ngày hôm qua mà tôi nói bà con lúc tôi tắt máy rồi tôi nghĩ trời đất ơi, giống như đây á, ví dụ như mình nói các vị mà cái bát chánh đạo mà cái học định nghĩa của nó lại, ví dụ như cái chánh kiến chánh đi, chánh kiến chánh đi là cái gì, mà đặc biệt là chánh ngữ chánh nghiệp mạng cái hàng, thì mình phải định nghĩa làm sao mà để cho mình có thể thấy được cả bát chánh đạo có thể nhét gọn vô ở trong cái sát na thánh đạo. Chứ còn mình định nghĩa mà cái kiểu mà tào lao như mình nói giờ nên là định nghĩa kiểu mà mình nhét vô có lọt, ví dụ như mình nói chánh ngữ là lời nói chân chánh, hay là nói lời chân chánh là phải biết một sắc na mà làm gì có cơ hội mà nói, là như cơ hội mà hả cái họng mà nói hả? Chẳng hạn như vậy thì cái định nghĩa của tác chánh đạo nó có định nghĩa như thế nào đó, nhà tôi không thèm nói ở đây, nhưng mà ngay bây giờ bà con, ngay bây giờ trong lúc mà tôi đang nói đây là mang online nha, là mang online đánh được tôi cái chữ Vô Ngại Giải Đạo Nguyễn Văn Nhân. À sao thú ở đây tôi nhắm mắt, bây giờ tôi nói mà mắt có người nói là có cái
quản dịch của thượng tọa chánh tăng nữa. Hay quá, hay quá. Thì trong lúc tôi đang nói gì thì kệ cha tôi, các vị cứ làm đó, các vị cứ đánh cái chuyển phân tích đạo của sư chánh tăng hôm ngày giải đạo của Nguyễn Văn Nhân đại, thì nó sống đó đại, trong đó tìm vào cái phẩm này gọi là cái phẩm mắt gác cà tha. Phải nói thiệt, tôi nói từ cái bản dịch mà tôi không có rằng là bởi vì tôi chỉ đọc thông tin đạo bằng bản tiếng Thái và bằng bản Italy thôi, không phải là tôi nổ và tôi phải như vậy. Vì lúc thời đầu của tôi chưa có bản dịch tiếng Việt, mà cho đến bây giờ phải nói rằng đọc bản Italy nó sướng hơn là bản tiếng Việt, nó không có phiền, nó không có phiền. Và cái những chữ mình người ta dịch mình đọc như mình sẽ dễ bị sốc, mình bắt đầu nó dịch giả đó, mà phải là đọc bản Italy nó sáng hơn nhiều lắm. Chứ hay như hồi nãy bốn cái câu kệ mà cái gì là pháp mê ngủ, cái gì là pháp làm cho mình tỉnh thức, cái gì là pháp làm cho mình bị cấu quế, cái gì là pháp làm cho mình thanh tịnh. Tại bản Mali nó sáng thôi, nhìn như bản dịch mình nó rối, nó tích. Bản dịch nó tới 8 câu, mà trong bản tiếng Việt chỉ có 4 câu thôi. Bản Mali, xin lỗi, bản Mali chỉ có 4 câu, bản tiếng Việt có tới 8 câu. Thì đây là cái bộ rất là quan trọng nha, rất là quan trọng. Thì trong đó nó có một cái chương là chương mắt cái cà tha, thì tôi không rõ là trong bản dịch đó, không nhớ thì đúng hơn, không nhớ là bản dịch thì các vị dịch đó là cây giống giả gì tôi không biết, mà tôi chỉ biết là trong bản định nghĩa là các chánh đạo rất là sâu, sâu vô cùng tận, sâu không thể tưởng tượng nha. Thì trong đó có cái phần mà giải về trí tuệ 73 trí của chư Phật rất là hay, rồi cái phần mà giảng về thần thông, cái phần giảng về đạo rất là tuyệt vời, mà tôi rất lấy làm lạ là tại sao người Việt Nam mình sợ kinh giống như là ma, mà nó sợ thầy pháp vậy đó. Nó ngán, nó cũng dám tụi kinh, sợ kinh cắn. Thật sự tôi hồi đó tôi nói cái đó không phải cường điệu, mà tôi nói từ rất lâu rồi, người Việt Nam sợ kinh cắn. Cho nên thà là bán nhà cất chùa làm phước cúng dường cho ông sư, muốn xài gì thì xài, nhưng mà đặc biệt là không dám thỉnh kinh, và có thỉnh về thì coi như là bật mắt kinh đường tủ khóa lại. Và từ đó mà đến ngày xưa tay không bao giờ dám dòm tới, bị sợ kinh cắn. Thì mình hiểu cái đó thôi, cái gì nó diễn như cái gì nó tới đâu thì người ta làm tới đó thôi. Chứ đúng ra có những cái bộ rất là quan trọng, đặc biệt là cái mấy cái bộ tôi vừa giới thiệu, đó là cái bộ Vô Ngày Giải Đạo, bản dịch của đại hữu Nguyễn Tông Nhân, rồi của bây giờ có thêm là quyển của thầy Chánh Thân đấy, rồi thêm được cái quyển mà Sang Định, chữ Sang, Sang Định, Sang Định của thầy, của sư trưởng. Tôi nhớ bên Tàu ấy, ở thầy Cổng Tử thì có nói rằng tứ thư ngũ kinh Đại học Trung Dung không phải là do ta sáng tác, mà ta chỉ là thuật nghi bất tác, có nghĩa là Cổng Tử chỉ là người Sang Định, nghĩa là thế nó tập trung nó nhiều quá, nó lan man bát bát bộ là mình mong. Thì Cổng Tử làm như nó gọn cái nào ra cái đó thì gọi là Sang Định nha. Thì mong là bà con Sang Định, Sang Định lại, mong là bà con làm ơn trong lúc tôi nói gì thì kệ tôi nha, các vị vào đó lục dùm. Ok, sáng nay lẽ ra là giảng thêm bài này thì bây giờ tôi giảng còn dư 20 phút, tôi nghĩ cũng vừa, để ngày hôm qua tôi giảng lố nha, ngày hôm qua tôi giảng lố, cho nên bữa nay không bù cho tôi nghĩ một bài riêng. Ngày mai mình sẽ học cùng một lúc hai bài luôn, là lý do hai bài đó nó chỉ có một nội dung thôi. Các vị, hôm nay tôi giảng ở đây đủ rồi, bởi vì ngày hôm qua tôi đã giảng lố giờ. Thứ hai nữa là ngày mai mình học cùng một lúc hai bài, là bởi vì hai bài ngày mai nó trùng nhau, nó chỉ có khác một chút nhỏ xíu thôi. Này, bây giờ tôi muốn quý vị ngay bây giờ, nếu mà bạn thì thôi, mà nếu mà lỡ mà rảnh á, các vị vào làm ơn làm tìm dùm, cái tìm đọc dùm cho quý vị, chứ phải cho tôi không mắc này ra mắc mới gì hết. Tìm dùm đọc dùm cái bản dịch thanh lượng mình Vô Ngày Giải Đạo, hay vô cùng, mà cái người có lòng mà cầu pháp, cầu đạo, cầu giải thoát, mà lại có cảm tình với Nam Tông nữa, mà đọc cái bộ này nè thì coi như là gặp được châu báu rồi. Và tôi cũng xin nói thêm là nếu trong kinh mà có Phật tử Bắc Tông, mà đặc biệt là những người biết chữ Hán, thì đây là những quyển sách mà tôi đề nghị các vị lưu tâm. Thứ nhất là Câu Xá Luận, Tham Thật Luận, rồi Phát Trí Luận, rồi Từ Bà
xa lừng. Đây là những người mày mà muốn nghiên cứu, muốn tìm hiểu sâu rộng về Abhidhamma của các bộ phái, tức là 18 bộ phái hoặc là 20 bộ phái sau cái thời Đức Phật nhé. Thì nếu mà mình giỏi tiếng Hán mà mình có thời gian mình bỏ ra 5 năm trời để đọc, bốn cái bộ này thì rất là nên, bởi vì đây là cái cầu nối giữa Abhidhamma nguyên thủy và Abhidhamma bộ phái. Riêng những ai là chỉ muốn chuyên nhất vào Nam tông mà thôi thì đây là những bộ sống chết thì cũng phải đọc, đó là sớ giải của Thắng Pháp Tập Yếu nha. Cái là Pháp Tập Yếu, nó không có chú giải cái đó Tập Yếu. Thứ hai là sớ giải của Pháp Tụ. Thứ ba là sớ giải của Bộ Phân Tích. Tôi không biết trong kinh này có ai mà, tại vì tôi chân tâm thiện chí thì tôi nói vậy thôi, của phân tích nha, của phân chỉ phân tích từ viết thiếu kỳ lạ, nó sợ danh nào một cách lạ luôn, lẽ đó là cái chỉ bắt đầu của cái tên tôi hay sao đó mà mãi nó không có làm việc. Để rồi sớ giải của Bộ Luận Điển. Sáng nay tôi sẽ gửi đến các vị một chuyện, đó là cái chữ cách thao đó, là cái bộ thứ năm của Di Đàm đó, nhà tịnh sử thì dịch là bộ Ngũ Tông. Rồi cái sau này trong nước có mấy cha dịch là bộ Luận Sự, mà trong khi cái chữ luận điểm nó hay quá sức hay, cái chữ luận điểm mà tôi không biết tại sao, tôi không biết tại sao mà trên 7 tỷ người chỉ có một người là tôi, là tôi dịch cái chữ cách thao đó tôi dịch là luận điểm. Còn ngoài ra mà dịch lạ lùng, dịch là ngũ tông, dịch là luận sự, nó kỳ lạ. Tại sao chữ luận điểm mà nó hay với chữ mà dịch nó, chữ luận điểm nó rất là sát. Thứ hai nữa đó là cái chữ này người Việt nghe hiểu, người Tàu nghe hiểu, người Nhật nghe hiểu, người Đại Hàn nghe hiểu. Trong khi mình cứ mình cứ nghĩ cái gì mà mình sợ mình lại dịch là luận sự, rồi dịch là ngũ tông, ok, tôi không dám chê nhưng tôi thấy làm lạ, cái chữ luận điểm nó hay quá. Rồi các vị hỏi sớ giải và chú giải có tiếng Việt không? Dạ thưa, có đủ hết, có đủ hết. Hiện nay các vị vào ở trong cái trang, cái này tôi thưa thiệt là đọc được chữ Pali á thì nên đọc chữ Pali, đọc cái bản chú giải Pali mới xuống. Thứ nhất là nó an toàn, không thông qua cái người dịch, cái người dịch cái họ cái chữ họ khoái dịch sao thì họ dịch như vậy, và mình phải chạy theo cái khoái của người ta. Cái mình tưởng tượng có người ví dụ như bây giờ họ nấu chè mà họ bỏ cho nước mắm thì mình phải ráng mình ăn thôi à, rồi họ nấu 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 cái mà họ họ bỏ nước mắm vô là mình phải ráng mình nấu à, rồi họ nấu 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 nấu, nấu cơm họ rắc tiêu họ bỏ đường rác vô thì mình cũng phải ráng mình ăn, đại khái như vậy đó, nó kẹt cái chỗ đó. Cho nên nếu mà đọc được ngày thì tốt, còn nếu không thì đành phải đọc. Tôi xin nói rõ nha, tôi vô, tôi nói từng chữ nha, vô cùng trân quý nhẹ và cảm kích nhẹ những vị dành hết thời gian công sức để dịch kinh đại, chẳng hạn như thượng tọa Thủy Minh phương trưởng viện chủ lãnh đạo tinh thần cao nhất của đạo tràng Vũ Quang World News Việt Nam, đã mỗi năm gọi là phiên dịch và ấn hành, gọi là có thể nói là hầu hết sớ giải tam tạng, nhưng mà phải nói là bản dịch đó, những bản dịch đó hình như là cái văn thông tôi đọc tôi chịu không nổi, anh nói tôi đọc tôi chịu không thấu, tại vì có lẽ là lúc dịch không có trao đổi, hình như là không có trao đổi, không có so sánh, cho nên là hơi khó nuốt. Nhưng nếu vị nào vị nào kẹt quá thì có thể sử dụng, không đọc được ngoại ngữ thì có thể sử dụng vào trong kinh Phật giáo Nguyên Thủy .com, không hay là net, tôi quên rồi, biết ai biết cái trang đó không? Phật giáo Nguyên Thủy .com hay là net gì tất cả là ổn, thì coi như là tại vì thấy có tất cả những bản dịch ở đó. Còn không thì mình đại giá Quang Lâm, đại giá Quang Lâm tới trực tiếp cái chùa đó để mà thỉnh về nghiên cứu
thì cũng được, nhưng mà riêng tôi có lời khuyên thì ráng đi, bỏ ra 2 năm coi như là năm ra nếu mà học tiếng Thái nè. Tôi là sao tôi khuyên thì tôi không khuyên tiếng Anh, mà bởi vì cũng nó có cái 800 lý do. Tiếng Thái là bây giờ có gì đi Thái Lan nó dễ, rồi chỗ ở thức ăn nó cũng thích hợp chứ mình thứ nữa đó là cái kinh sách Thái đó, cái từ Phật học người ta diễn như tali, trong khi đó đó là cái việc học tiếng Anh nó thì diễn như nó không có quốc tế xuống được, nhưng mà nếu mà để nghiên cứu kinh điển thì cao tư nó không bằng tiếng 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 Thái Lan, tiếng Sinhalese không bằng tiếng Miến Điện, không bằng tiếng Thái. Là lý do đó là cái kinh sách tiếng Anh làm sao nhiều bằng bằng ba cái ngôn ngữ kia được đại, mà trong khi đó là trong ba ngôn ngữ này những thuật ngữ mà đặc biệt đó người ta như để như tăng đi, ví dụ như chữ ngữ phần mà tiếng tăng tiếng Anh mà dịch là cái khách nhìn thì nó kỳ lắm. Mà trong khi mấy cái bản tiếng Thái tiếng Miến Điện thì người ta để là chúng ta văn hóa thì rất là dễ thương đại, cho nên nó gọi là mình và chưa kể là mình dùng cái chữ Pali mà mình vô internet á, mình vô internet á mình tìm nó dễ. Bây giờ tôi giảng là đã xong, cái vị không muốn biết chữ Pháp văn hóa nó còn có cái nói tới cái gì nữa, cái vị cứ vào trên Google cái vị đánh chữ Pháp văn hóa cũng ok nha. Đó là lý do tại sao mà khi tôi hướng dẫn tôi luôn luôn đề tôi luôn lễ ghi những cái nốt bằng chữ Pali như vậy. Một là để bà con tiếp xúc trực tiếp với văn bản tiếng Thái, tiếng Miến Điện cho nên dễ. Thứ hai, bà con có dùng chữ này để đi vào trong Google, trong internet tìm nha. Bên nhân là làm ơn nhớ dùm nha, làm ơn nhớ là ngay bây giờ vào đọc quên còn chuyện nữa. Đó là đã nói về kinh Bắc Tông và kinh Nam Tông nè. Kinh Nam Tông là sớ giải của cái gì quan này, sớ giải của Thắng Pháp Tập Yếu là một, sớ giải của bộ phân tích về bộ pháp tụ của bộ Tạp Tăng Quách Thú chưa hết đâu, còn sớ giải của cái gì Vô Ngại Giải Đạo, Vô Ngại Giải Đạo là đã hay rồi mà còn có sớ giải nữa, hay lắm quý vị, đáng lắm quý vị, đáng đến mức cái mà quý vị có thể gọi là, tôi nói không quá lời, nếu mà là vợ tôi, con tôi, chồng của tôi, cha tôi, mẹ tôi, người thân của tôi, người mà tôi thương hết nhất, thì tôi đề nghị nên bỏ từ phân nửa đến hơn phân nửa thời gian và tài sản để đọc những bộ sách này. Nếu đó là vợ tôi, chồng tôi, cha tôi, mẹ tôi, con tôi, học trò của đệ tử của tôi, thì tôi sẽ đề nghị chuyện đó rất xứng đáng để bỏ ra 2/4 hoặc là 3/4 tài sản và thời gian sức khỏe để mà đọc cho bằng được những bộ này, bởi vì nó không uổng kiếp người. Cứ đọc đi để thấy rằng mình, cho tôi phép tôi nói nặng lên, cứ đọc những gì đi, cứ đọc và học và ghi nhớ để thấy mình chỉ là một chiếc lá xưa giờ đó, mình gì chi, mình không phải là một con người mà mình chỉ là một chiếc lá thôi, nó bé mọn và nó vô nghĩa như đó, một chiếc lá khô. Đọc để thấy rằng mình chỉ quẩn quanh trong một cái thế giới nhỏ hẹp, tâm tối mù mịt và tâm tử, một cái thế giới không có lối thoát. Cứ học để thấy thế nào là trật trí, học để thế để tin trên đời này có nhất thiết trí, để tin trên cái cuộc đời này nó có con đường giải thoát thật sự. Tin để học để thấy rằng là mình có nhiều cách sống tuyệt vời, chứ không phải là một cái, là một lối sống quẩn quanh chật vật như từ xưa giờ đã. Đại khái như vậy. Nên lắm, bây giờ tôi nghe cái này cho bà con lập tức nha. Còn một cái địa chỉ nữa đó là liên lạc với một người ở Việt Nam nhiều lắm nha. Liên lạc với một người nữa đó là Nguyễn Quốc Bình. Tôi không ăn tiền mấy người này để làm quảng cáo, nhưng mà vì có lòng đại bi thì tôi nhắc thôi. Nguyễn Quốc Bình ở Facebook thì đây là một cái người Phật tử gầy yếu xanh xao, không biết chạy xe Honda mà mặt hiền như con gái, học dở như con trai, cư sĩ mà hiền như ông sư, mà con như là có cái câu nghiên cứu kinh điển rất là khá. Để con năm 2000 tôi có dịch cái tập tài liệu mảnh tên là Triết Học A Di Đàm, A Di Đàm Hữu Bộ, trong đó có những cái ghi chú rất là quan trọng là bằng tiếng Hán, bằng tiếng Tự Tạng, bằng tiếng Sanskrit. Rồi theo thời gian cái tác phẩm nó bị vùi chôn trong quên lãng, theo chân tôi nó trôi dạt trong một bến bờ viễn xứ không được nhắc tới nữa.
ấy vậy rồi một ngày đẹp trời có người Phật tử ở châu Âu họ đề nghị tôi đem in cái quyển đó, và tôi cảm thấy rất là bối rối, là vì bây giờ cái bản thảo đó phải có sửa chữa lỗi này lỗi kia không biết nhà ai. Khi mà tôi gửi thử cho Bình ở Việt Nam qua một cái trung gian ai đó quên mất rồi, tôi nhờ ai mà mình đã quên được Bình, thì đây là một nhân vật đã bằng mọi giá lục lại trên internet để tìm được tìm lại các cái tài liệu, khôi phục lại, điều chỉnh lại những ghi chú, và từ đó tôi mới nhận ra rằng thì ra lòng trời vẫn còn tựa nhà hắn sập gió năm ta, nếu còn là những người như vậy đó thì phải nói còn có hy vọng. Và tôi dịp vừa rồi tôi đứng trước cái con người này, tôi có suy nghĩ cái kẻ này chỉ cần cạo đầu đắp y thì lập tức là hỏng xưa ok. Cho nên nó là xin giới thiệu các vị, nếu mà có ai thì nên liên lạc với nhân vật này. Cái chuyện đó cũng giống như ngày hôm qua tôi đã giới thiệu là sư Đức Hiền này, sư Đức Hiền cũng Facebook này, rồi sư Atithana ở trong cái Facebook của cái nick là hình như là Ba Ly Việt đấy, thì rồi thượng tọa Chánh Thanh đấy, vì đây là những cái tay mà mình phải trân quý đấy, vì đó họ là những báu vật của Phật giáo. Bên đó khổ là mình cứ ham, mình cứ là tổng mong các chùa, mà trong vui đó cái sinh mạng thật sự của Phật giáo chính là kinh điển, chính là những vị như vậy đó, thì mình lại bỏ lơ cho người chết. Rồi đến lúc họ lăn đùng rồi chết rồi, nhìn công trình tác phẩm của họ là đám ma cho nó lớn, cái vỗ làm cho nó to, xin lỗi nó ngu quá khờ lắm, hãy hỗ trợ những công trình đó. Tôi nhắc lại Nguyễn Quốc Bình, Đức Hiền, Atithana, Chánh Thanh, đó là những vị mà mình. Rồi vừa rồi tôi về tôi có tiếp xúc với một người qua điện thoại, đó là cô Quỳnh Hương đang ở Phước Sơn. Cô vừa cho ấn hành một cái bộ sáu giải Abhidhamm rất là giá trị, rất là giá trị, và đó là một trong những vị tiền bối của Việt Nam về Abhidhamm mà còn sót lại. Là Hòa Thượng Tịnh Sử không còn nữa, cô Bảy Vĩnh Phúc không còn nữa, chỉ còn lại sư trưởng chùa Vũ Đức, nếu mà nói là hàng tiền bối đó thì còn là sư trưởng và cô Quỳnh Hương mà thôi. Thì mong là các vị có thời giờ lưu tâm những điểm này. Xin chào đại chúng, hẹn gặp ngày mai.